thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 581, ngươi là ai? một Liễu lão sư, vậy chúng ta chế luyện, đan dược gì? Biết không có đường lui nào có thể đi, Mộc Dương Phong đặt lô đỉnh xuống, đốt lên đan hỏa, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền đứng đằng sau. Đan dược tam phẩm, ngàn ngàn vạn vạn loại, muốn chế luyện, trung quy phải có lựa chọn. Nghe giọng điệu hầu khí của hắn, chắc là hết sức quen thuộc đối với đan dược nào đó, đạt tới cấp bậc cực cao mới dám nói như vậy bằng không cũng không có khả năng trực tiếp mở miệng nói theo sát trình tự của hắn có thể chế luyện ra đan dược đan dược trương huyền sửng sốt điều này hắn thật sự không có suy nghĩ đến trước hắn có chút do dự nhìn qua đúng rồi chế luyện cái gì có thể thăng cấp luyện đan sư tam tinh nếu sát hạch luyện đan sư tam tinh là chế luyện đan dược tam phẩm như vậy tê khẳng định cũng có quy định về dược vật dù sao đều là sát hạch, lại theo quy định để làm. Bất kỳ một loại đan dược tam phẩm đều có thể, chỉ có điều bình thường sát hạch luyện đan sư tam tinh, đều là bạch dương đan tam phẩm. Trước đây hồng đan sư chính là chế luyện cái này. Nghe đối phương ngay cả chế luyện cái gì, sát hạch luyện đan sư tam tinh cũng không biết, mộc đan sư trợn mắt khinh thường, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Tốt lắm, lại chế luyện bạch dương đan này. a à, đứng rồi, Phương pháp luyện đan của ngươi, có thể cho ta nhìn một chút không?" Trương Huyền gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. "Ta còn chưa từng thấy qua đan dược, cần dược liệu gì, chế luyện thế nào cũng không rõ lắm. Chỉ có thể xem kết thúc, sẽ chỉ điểm cho ngươi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mộc Dương Phong thoáng lảo đảo, trực tiếp khóc. "Đại ca, ta tại sao lại tin tưởng ngươi, ngay cả lò luyện đan cũng lấy ra, lửa cũng đã đốt lên." ngươi lại nói với ta chưa thấy qua phương pháp luyện đan không cần bẫy người như vậy chứ hồng vân đan sư khương thần cũng đều bất đắc dĩ một hồi vốn tưởng rằng người này thật sự có chút bản lĩnh một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc không nghĩ tới lại là một cái chảy gỗ ngay cả phương pháp luyện đan cũng chưa thấy qua lại mở miệng muốn chỉ điểm luyện đan không thể hiện sẽ chết à suy nghĩ một chút cũng thấy choáng váng đây là phương pháp luyện đan vẻ mặt u oán mộc đan sư đưa phương pháp luyện đan tới bạch dương đan làm đan dược cơ sở để sát hạch luyện đan sư tam tinh phương pháp luyện đan không tính là bí mật gì cả gần như tất cả luyện đan sư nhị tinh đều biết cho hắn nhìn cũng không có vấn đề gì được trương huyền gật đầu bàn tay vừa chạm vào nội dung có liên quan trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu cùng thời khắc đó trong đầu hắn xuất hiện sách thêm liên quan tới kinh nghiệm chế luyện bạch dương đan. Hắn đã thu toàn bộ tàng thư khố của nghiệp đoàn luyện đan sư vào trong đầu, phương pháp luyện đan chân quý, giữ riêng, hắn không có khả năng xem được. Nhưng loại sách tổng kết kinh nghiệm này vẫn có rất nhiều. Chính xác, một tiếng kêu khẽ lên vang lên, một quyển sách mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Được, bắt đầu chế luyện. Xem sách một lần, thần sắc trương huyền ngưng trọng nhìn qua nhớ dựa theo đúng trình tự của ta hoàn toàn không thể có sai lầm được rồi mặc dù có chút phiền muộn nhưng lúc này lời nói khoác cũng đã nói ra ngoài mộc dương phong cũng không có biện pháp nào khác hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu làm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong hắn cũng thường xuyên thử chế luyện bạch dương đan bởi vậy trong chiếc nhẫn chữ vật vẫn chuẩn bị vài bộ dược liệu không cần phiền toái đi mua đốt lửa làm nóng đỉnh lựa chọn dược liệu hắn làm lưu loát liếc mắt thoáng nhìn trương huyền bội phục không thôi không hổ danh là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong một bộ thủ pháp cao hơn so với những người đã gặp trước đây vô số lần cái gì mạc vũ cái gì âu dương hội trưởng đều tranh lệch rất xa đi vài bước đến trước mặt lò luyện đan bàn tay thoáng chạm vào ngay sau đó án lui về phía sau vài bước không nói thêm gì nữa nhiệt độ được rồi có thể thả dược liệu chứ đan hỏa hừng hực, rất nhanh lô đỉnh lại nóng gần được, tản ra cảm giác cực nóng, mộc đan sư không nhịn được nhìn qua. Tạm thời đừng có gấp. Trương Huyền khoát tay. Tiếp tục thêm lửa. Được. Nếu nghe theo hắn, cũng không cần dầu dĩ, mộc đan sư kích phát chân khí. Ngọn lửa dưới lò điên cuồng thiêu đốt. Lò luyện đan này cũng đã đỏ. Hồng Vân đan sư và Khương Thần đứng ở một bên nhìn nhau, nhìn cũng sắp hôn mê, người này rốt cuộc có thể luyện đan hay không chế luyện dược liệu không phải tinh luyện binh khí kim loại nhiệt độ càng cao càng tốt dược liệu đều là thuộc tính mộc nhiệt độ quá cao rất dễ dàng đánh mất dược tính trái lại mất đi tác dụng hiện tại đốt đỏ lò luyện đan tới sắp nổ đừng nói luyện đan dược liệu sợ rằng thả vào lại sẽ lập tức bị đốt cháy trở thành cho bụi làm cái gì vậy thả bạch mộc thảo vào lại ở thời điểm bọn họ nghi hoặc không thôi Giọng nói của người thanh niên cuối cùng vang lên. Nguyên liệu chính của Bạch Dương Đan trực tiếp ném vào. Hồng Vân Đan sư lại thoáng lảo đảo một cái. Bạch Mộc thảo là nguyên liệu chính của Bạch Dương Đan, sợ nhất là lửa. Và cùng tiếp xúc với lửa sẽ bị thiêu đốt. Tình huống bình thường đều bỏ vào ở giữa quá trình luyện chế. Thứ nhất, tránh cho lò luyện đan quá nóng, thiêu đốt nó thành cho bụi. Thứ hai, cũng có thể dung hợp cùng những dược vật khác tốt hơn, phát huy tác dụng của dược liệu chính. Hiện tại lô đỉnh đốt cũng sắp nổ, khói đen bốc lên loạn. Cái gì không đặt, lại thả thứ này. Hãm hại phụ thân à? Không cần suy nghĩ, dược liệu này vừa tiến vào trong lô đỉnh sẽ bị thiêu đốt, trực tiếp biến thành than đen. Còn nói phát huy dược tính, phát hay cái lông. Hồ đồ, thực sự hồ đồ, người này đối với luyện đan một chữ cũng không biết, thật không biết Mộc đan sư tìm được từ đâu ra. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Hồng Vân đan sư tái xanh không cần nghĩ cũng biết lò đan dược này khẳng định hỏng chỉ cần biết một chút về luyện đan đều biết đạo lý này người này một chữ cũng không biết còn nói khoác không biết ngượng muốn chế luyện ra đan dược tam phẩm từ nơi nào xuất hiện kẻ kỳ lạ như vậy mộc đan sư tin tưởng hắn mắt thực sự mù rồi chuyện này qua đi phải suy tính một chút tổ chức cuộc họp trưởng lão cố gắng giáo huấn hắn một trận bằng không lãng phí dược liệu là chuyện nhỏ Người của nghiệp đoàn người sớm hay muộn sẽ bị mất mặt. Không quan tâm tới sắc mặt hồng vân đan sư càng lúc càng trầm xuống, thấy Mộc Dương Phong thả xong bạch mộc thảo, Trương Huyền tiếp tục nói. "Thả thanh mộc thảo, sau 12 lần hít thở, thả nhị mộc tu." Chương 582, người là ai? Hai. Hắn liên tiếp phân phó. Trình tự này hoàn toàn khác với bình thường chế luyện bạch dương đan, thậm chí có chút phần đi ngược lại. Chỉ có điều, nếu đáp ứng lại theo đúng yêu cầu để làm. Mộc Dương Phong cắn răng một cái, không ngừng đưa dược liệu về phía lò luyện đan, đồng thời khống chế nhiệt độ đan hỏa, hoàn toàn không dám có sai lầm. Ừ, không đúng. Dựa theo dược liệu đưa về phía bên trong lò luyện đan càng lúc càng nhiều, trong lòng hắn càng lúc càng nghi ngờ. Bạch Dương Đan, trước đây hắn luyện qua rất nhiều lần, thông thường thả vào không vài cọng dược liệu, lộ đỉnh lại sôi trào không khống chế được, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lần này thế nào liên tục thả vào nhiều loại như vậy cũng không có động tính gì chẳng lẽ là trung hòa tất cả dược tính nếu như là như vậy đã nói rõ phương pháp của đối phương là chính xác vô cùng có khả năng thành đan không đúng hắn lại lập tức lắc đầu lò luyện đan không có động tính tất cả dược tính phối hợp không thành chỉ là một trong những vấn đề trong đó còn có một loại khả năng đó chính là dược liệu đều bị lô đỉnh nóng dược thiêu đốt thành cho bụi không có dược hiệu tất nhiên cũng sẽ không có lực lượng phản kháng lý do trước quá khó khăn cho dù là một ít luyện đan sư tứ tinh cũng làm không được nhìn thế nào cũng giống như là lý do sau thôi đi không quan tâm như thế nào luyện xong lại nói mặc dù có suy đoán cảm thấy không có khả năng thành công mộc đan sư vẫn dựa theo phân phó cẩn thận tỉ mỉ đưa lên dược liệu rất nhanh cuối cùng một cái dược liệu cũng ném vào mở lò Trương Huyền phân phó. Mở lò. Mộc Dương Phong lại sửng sốt. Bình thường chế luyện đan dược, ném tất cả dược liệu vào, cần phải có một khoảng thời gian lắng động mới có khả năng dung hợp tốt nhất, hình thành đan dược. Vừa ném dược liệu vào lại mở lò, có đúng là có chút quá sốt ruột hay không? Nhanh! Không nghĩ tới đối phương do dự, Trương Huyền lại phân phó. Dựa theo trong miêu tả của đồ thư quán, dược liệu vừa xong liền mở lò, mới không có chỗ thiếu hụt, hắn vừa do dự, đã xuất hiện chỉ ít vài chỗ sai lầm. Chỉ sợ cũng tính là thành đan, nhưng dược hiệu cũng phải giảm xuống một vài đẳng cấp. Khác với sự sốt ruột của hắn, Hồng Vân Đan sư cách đó không xa nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Viên đan dược này có thể luyện thành hay không? Khương thần đứng ở một bên không nhịn được nhìn qua. Người có thể luyện chế thành công qua bạch dương đan, hơn nữa đạt tới cấp bậc thành đan, có quyền lên tiếng nhất trước đây hồng vân đan sư sát hạch luyện đan sư tam tinh chính là chế luyện bạch dương đan hơn nữa đạt tới cấp bậc thành đan chấn động thiên vũ vương thành luyện thành hừ lạnh một tiếng hồng vân đan sư lộ ra sự khinh miệt tuy rằng không nổ lò nhưng dựa theo nhiệt lượng của lô đỉnh vừa rồi tất cả dược liệu gần như đều bị thiêu đốt thành cho bụi hoàn thành đan nằm mơ thiêu đốt thành cho bụi khương thần nghi ngờ không tin ngươi xem nếu như có thể thành đan ta cắt đầu. Bàn tay vẫy một cái, Hồng Vân Đan Sư lộ ra vẻ mặt tự tin. Cái gì cũng đều không hiểu, chế luyện lung tung nếu có thể thành đan. Chính hắn một luyện đan sư tam tinh chẳng phải quá không đáng giá. Không chỉ hắn có bộ dạng này, Mộc Dương Phong cũng không có hy vọng quá lớn. Có chút do dự, hắn cắn răng một cái, mở lô đỉnh ra. Vù! Lại ở thời điểm đầy thất vọng, cảm thấy khẳng định nhìn thấy được đầy cho than, một đan hương nồng đậm lập tức thoang thoảng bay ra. Cái này, Mộc Dương Phong sửng sốt, vội vàng đi tới trước mặt, đưa tay chụp một cái. Một viên đan dược lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay, no đủ êm dịu, mùi thơm sông vào mũi. Đây là, Bạch Dương Đan, cấp hoàn, hoàn mỹ. Đồng tử co lại, trợn tròn mắt, Mộc Dương Phong ngây người ngay tại chỗ. Đan dược chia ra làm, thành rất nhiều cấp bậc đan, no đủ, hoàn mỹ, đan văn. Ban đầu, hắn thấy, dựa theo phương pháp luyện chế vừa rồi, khẳng định thất bại. Mở lô đỉnh ra, chỉ có thể xuất hiện một đống than. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là thành đan. Còn đạt tới cấp bậc hoàn mỹ. Điều này, làm sao có thể? Cái gì? Cấp bậc hoàn mỹ? Hắn chỉ là chấn động kinh ngạc đờ ra, thân thể Hồng Vân đan sư ở bên cạnh, thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi xuống. Vừa nói xong nếu như đối phương thành đan hắn lại chặt đầu xuống. Kết quả, người ta không chỉ thành đan, còn hoàn mỹ. Trời à! Làm sao làm được? Chưa thấy qua phương pháp luyện bạch dương đan, liếc mắt thoáng nhìn lại chỉ điểm chế luyện. Nung đốt lô đỉnh nóng như vậy, mới thả dược liệu, không thiêu đốt thành cho bụi, ngược lại làm cho đan dược đạt được cấp bậc hoàn mỹ. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn lật đổ nhận thức, khiến cho hắn muốn phát điên. Đây, đây, đây là có chuyện gì? toàn thân mộc đan sư run rẩy nhìn về phía trương huyền muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nào cái này lại thành công từ khi nào đan dược tam phẩm luyện chế đơn giản như vậy thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn trương huyền cười khẽ bạch mộc thảo tuy rằng sợ lửa nhưng không phải không thể gặp lửa ngược lại cực nóng ở trong hoàn cảnh kín mít sẽ làm cho dược tính phát huy ra tốt hơn người đầu tiên lại thả dược vật này vào trong đó dược lực trong đó sẽ cùng những dược vật khác tê dung hợp hoàn mít từng tầng mộ phát huy hiệu quả lớn hơn đương nhiên dựa theo những dược vật khác đưa lên lô đỉnh không ngừng mở ra dược hiệu cũng sẽ lãng phí rất nhiều lúc này thả vào thanh mộc thảo có thể hấp thu tất cả dược hiệu phát ra vào trong đồng thời dung hợp cô động lại về phần nhị mục tu sinh trưởng ở nơi đầm lầy tuy có lực lượng thuộc tính dương lại cũng có khí tức thuộc tính thủy trong hoàn cảnh cực nóng có khả năng ép tất cả thuộc tính thủy ra. Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, vừa đi vừa mở miệng. Điều này, điều này, vừa mới bắt đầu, còn có chút không tin. Sau khi nghe xong giải thích về từng dược liệu một, đám người Hồng Vân Đan sư lại không kìm chế được, thân thể chấn động. Đến cuối cùng, sắc mặt bọn họ cứng đờ, cũng có chút mất cảm giác. Đối phương nói những điều này, hoàn toàn không có chút kỹ xảo thuật luyện đan. Toàn bộ đều xuất phát từ dược tính của dược lực chế luyện như thế nào, trung hòa như thế nào, làm như thế nào mới có thể phát huy ra dược lực. Nghe không tính là gì cả, nhưng tập trung ở trên một phương pháp luyện đan lại đáng sợ. Điều này cần phải hiểu rõ tới cực điểm đối với đan dược thậm chí mỗi một gốc dược liệu mới có thể làm được. Lượng tri thức, độ phán đoán chuẩn xác, đạt tới mức kinh người. Dựa vào khả năng nắm giữ đối với dược tính, có thể khiến cho trong quá trình chế luyện hoàn toàn không xuất hiện vấn đề, dung hợp dược liệu hoàn mỹ. Ngươi, ngươi không phải là học đồ, ngươi, rốt cuộc là ai? Vẻ mặt Hồng Vân Đan sư hoảng sợ nhìn qua. Chỉ dựa vào dược tính của dược liệu, có thể khiến cho đan dược tam phẩm chế luyện ra hoàn toàn thành công không sai lầm, đừng nói là hắn, cho dù hội trưởng cũng làm không được. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể nắm giữ đối với dược liệu quen thuộc như vậy? Hắn chính là hội trưởng mới nhậm chức của nghiệp đoàn y sư vừa giải quyết hoàn mỹ 19 vấn đề nghi vấn khó xử lý. Mộc Đan sư mở miệng. Liễu Trình. Chương 583, trả giá lớn 1. Liễu Trình, Liễu hội trưởng. Thân thể Hồng Đan sư, Khương Thần đồng thời chấn động. Tuy rằng gần đây danh tiếng của vị Liễu hội trưởng này mới tăng mạnh, lại có phần đuổi kịp thiên tài siêu cấp Trương Huyền, nhưng hai người đều chưa thấy qua hình dáng. Ban đầu, nhìn thấy hắn trẻ tuổi lại đi ở phía sau lưng một Đan sư, nên tự nhiên tưởng là một học đồ. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Hắn lại nắm giữ loại thân phận này. Hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, địa vị hoàn toàn không yếu hơn so với hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư. Cho dù Hồng đan sư là luyện đan sư tam tinh, cũng vẫn kém hơn một mảng lớn. Chỉ là, hắn không chỉ là tinh thông y đạo sao, thế nào cũng biết luyện đan, tùy tiện chỉ đạo lại khiến cho một luyện đan sư nhị tinh chế luyện ra đan dược tam phẩm. Bất kể y đạo hay là luyện đan, đều phải tuyệt đối nắm chắc đối với dược tính mới có khả năng điều chế ra phương thuốc tốt nhất, chế luyện ra thuốc hay nhất. Ta tuy rằng không phải là luyện đan sư, không biết luyện đan, nhưng đối với dược tính của đan dược, khống chế thuần thục. Bất kỳ một vị thuốc nào, ở trong lò luyện đan biến hóa ra sao, ta đều biết rất rõ ràng. Chỉ điểm chế luyện, đừng nói là đan dược tam phẩm, cho dù đan dược tứ phẩm, chế luyện ra cũng không khó. Biết suy nghĩ của bọn họ, Trương Huyền hờ hững nói ra. Biết dược tính có thể làm được điểm ấy sao? Hồng Vân Đan Sư cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cùng một gốc dược liệu, ở trong lò luyện đan nhiệt độ khác nhau, phát huy dược lực không giống nhau, phát sinh phản ứng cũng lại hoàn toàn khác nhau. Nếu có chút không may xuất hiện, sẽ sai ngàn dặm dẫn đến luyện đan thất bại. Không biết luyện đan, chỉ dựa vào khống chế đối với dược tính của dược liệu, là có thể chỉ điểm người luyện được đan dược tam phẩm. Còn là người sao? Trước đó hắn vẫn cảm thấy, Vị liếu hội trưởng kia giải quyết 19 tạp chứng nhi vấn khó xử lý, có thể là đã chuẩn bị trước, tích dày phát mỏng. Bây giờ hắn mới biết, người ta là thật sự có bản lĩnh. Không nói gì khác, chỉ riêng phần nhận thức và hiểu đối với dược tính dược liệu, chính là bất kỳ kẻ nào trong Thiên Vũ Vương Thành cũng không có cách nào so sánh. Đừng nói là hắn, ngay cả hội trưởng của bọn họ cũng còn xa mới bằng được. Dược đạo, bác đại tinh thâm, sao chỉ một câu nói là có thể nói hết? luyện đan sư luyện đan và phương thuốc của y sư thật ra đều lợi dụng các loại phối hợp ngưng tụ dược hiệu lại cùng nhau phát huy ra hoàn mỹ chỉ cần lý giải đối với dược liệu trên thực tế trăm sông đổ về một biển lý giải không khó hờ hững nhìn qua trương huyền vung ống tay áo lên giống như thế ngoại cao nhân hắn nói tuy rằng nhịp nhàng ăn khớp làm cho không người nào có thể phản bác trên thực tế mấy thứ này chỉ tồn tại trong lý luận nói cách khác nhân loại bình thường căn bản không có cách nào thực hiện được. Cho dù y sư lục tinh, thất tinh, hiểu rất nhiều đối với dược liệu, cũng không có khả năng chỉ dựa vào điểm ấy, lại tùy tiện chỉ điểm người luyện thành đan dược. Thật giống như dựa theo thời kỳ phát triển sỉnh trưởng ngắn dài của nhân loại, trên lý thuyết muốn sống 200 tuổi mới tính là bình thường. Đáng tiếc, gần như không ai có thể làm được. Lý luận là lý luận, so với thực tế vẫn có sự tranh lệch rất lớn. Chất lượng của lò luyện đan, nhiệt độ ngọn lửa, tu vi của người luyện đan, hoàn cảnh, năm của dược liệu, trạng thái sinh trưởng. Những thứ này đều là có thể là nhân tố thay đổi. Một cái, khác biệt không đáng để ý tới, nhưng nhiều cái tập trung vào cùng một chỗ, lại gần như không có cách nào khống chế. Hắn cũng mượn lực lượng của Đồ Thư Quán mới làm được. Thổ giáo, biết độ khó trong đó, hồng đan sư bội phục không thôi. Ừ, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Hiện tại hắn có thể tính là luyện đan sư tam tinh chưa? Lại có tư cách đi tường phương pháp luyện đan xin phương pháp luyện đan chưa? Mục đan sư có thể chế luyện đan dược tam tinh, tuy là được ngươi chỉ điểm của, nhưng có kinh nghiệm lần này, sau này thành công, chắc hẳn không phải là vấn đề hóc búa. Dựa theo quy định, có tư cách đi tường phương pháp luyện đan xin phương pháp luyện đan. Do dự một hồi, tiếp theo hồng đan sư nói, Tuy rằng lần này Mộc Đan sư là ở dưới sự chỉ điểm của đối phương chế luyện thành công, nhưng có kinh nghiệm lần này, chỉ cần thêm chút luyện tập, một mình có thể luyện được, đã không phải là vấn đề hóc búa. Nói cách khác, vị Mộc Đan sư này, sau này chỉ cần luyện tập thêm, trở thành luyện đan sư tam tinh chân chính chỉ là vấn đề thời gian. Loại tình huống này, đi xin phương pháp luyện đan, đã không tính là vi phạm quy định. Sớm biết đơn giản như vậy, lại không cần qua tìm ngươi tự nhiên uổng phí mất khoảng thời gian dài như vậy nghe được xác nhận trả lời trương huyền lắc đầu cảm thán một câu chuyện gì thế này ở bên ngoài đợi lâu như vậy cuối cùng vẫn không được trên thực tế lại là chuyện luyện đan dược một hồi uổng phí chậm trễ thời gian hắn chỉ là thuận miệng nói thầm nhưng trong tai mộc đan sư nghe được khóe miệng không nhịn được nhất thời co rút đây cũng quá không nể tình chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt hắn lặng lẽ nhìn lại về phía hồng đan sư, quả nhiên thấy ra mặt người này run rẩy, thân thể co giật, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Liễu hội trưởng, ngươi là cố ý sao? Đi tới sau, cố ý không nói lời nào, khiến người ta không biết thân phận, chờ chế diễu. Trời à! Sớm biết rằng ngươi có bản lĩnh này, ta còn giả vờ cái gì? Cái này thì được rồi, thể hiện không thành, ngược lại biến thành ngu ngốc. Quan trọng hơn chính là, bởi vậy đắc tội một thiên tài như vậy, sau này cho dù muốn cầu người cũng không có biện pháp đi thôi không để ý tới vẻ mặt buồn bực của hồng vân đan sư ở dưới sự hướng dẫn của mộc đan sư trương huyền đi ra đại sảnh chỉ chốc lát bọn họ đi tới một gian phòng kín mít giống như tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư trong phòng không có vật gì khác chỉ có một bức tường cực lớn hồng đan sư khương thần cũng theo sau muốn xem thử vị mộc đan sư này rốt cuộc muốn xin phương pháp luyện đan thế nào xin, phương pháp luyện đan hàn âm đan tứ phẩm. Trương huyền truyền âm qua. Ừ, một đan sư gật đầu, đặt huy hiệu đại biểu thân phận luyện đan sư, ở trên vách tường, hoàn toàn kích hoạt. Bàn tay hắn thoáng động, ở trên tường phương pháp luyện đan, viết xuống ba chữ, hàn âm đan. Tường phương pháp luyện đan, sử dụng rất đơn giản, chỉ cần kích hoạt tường thể, ở phía trên viết lên tên phương pháp luyện đan mình cần là được. Không quá nhiều thời gian, tổng bộ bên kia sẽ đáp ứng nghiệp đoàn thiên vũ vương quốc, nắm giữ đan sư tam tinh, xin phương pháp luyện đan tứ phẩm, không có bất cứ vấn đề gì. Muốn xin ngũ phẩm, lại không thể nào. Nghiệp đoàn khác cũng lấy loại này đẩy lên. chương 584, trả giá lớn 2. Ông, tên viết lên, một lát sau, trên tường mặt chấn động một hồi, hiện lên một hàng chữ. Thù lao, ba cái linh thạch hoặc một gốc cây dịch trúc thảo. Đây là, cần phải trả giá lớn sao? nhìn thấy được hàng chữ này khương thần không nhịn được nói ừ xin tổng bộ phương pháp luyện đan là cần phải tiêu tốn giá lớn bằng không người người đều xin tổng bộ còn không vội vàng đến chết sao hồng vân đan sư lên tiếng lập tức lộ ra sự nghi ngờ chỉ là phương pháp luyện đan tứ phẩm hát tối đa đều là một viên linh thạch cái này lại cần ba cái hoặc một gốc cây dịch trúc thảo cái giá lớn khó tránh khỏi quá lớn đi dịch trúc thảo là cái gì? Là một loại dược liệu quý hiếm, rất khó tìm, cho dù là hiên viên vương quốc, cũng khó mà mua được, càng chưa nói tới nơi này. Hồng Vân Đan Sư lắc đầu, đầy vẻ thương tiếc. Cái này giá lớn thật sự quá lớn, một đan sư rất khó trả được, chỉ sợ cho dù có tư cách xin, cũng không có tiền mua. Quả nhiên, giống như hắn dự đoán, nhìn thấy được hàng chữ phía trên, sắc mặt một đan sư tái xanh, trở nên hết sức khó coi vốn tưởng rằng giá không cao hắn hỗ trợ chi trả không tính là gì cả nhưng ba khối linh thạch thật sự quá đắt hắn tuy là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong cũng không lấy ra được về phần dịch trúc thảo chỉ nghe qua lời đồn tìm cũng không tìm được lại càng không cần phải nói tới lấy ra liễu hội trưởng thật sự xin lỗi quay đầu lại vẻ mặt mộc đan sư ái náy đối phương tới nghiệp đoàn luyện đan sư nghĩ biện pháp giúp con gái nàng nâng cao thực lực hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của hắn, có thể hỗ trợ. Kết quả, chuyện gì cũng không giúp được. Đây là cần trả thù lao sao, linh thạch sao thế nào. Cũng không kịp phản ứng, Trương Huyền đầy vẻ kỳ quái. Phương pháp luyện đan là tin tức, có thể thông qua tường phương pháp luyện đan truyền lại. Linh thạch hoặc dịch trúc thảo đều là thực thể, làm thế nào đưa qua làm cho đối phương xác nhận. Rất đơn giản, chỉ phải đáp ứng tiền trả, trong vòng nửa tháng sẽ có người đặc biệt tới nhận chỉ cần xác nhận đồ không sai, sẽ truyền đến phương pháp luyện đan." Mộc Đan sư nói. "Nửa tháng?" Trương Huyền bất đắc dĩ. "Như vậy so với trực tiếp mua đan dược tứ tinh có gì khác nhau?" "Mua đan dược lại cần phải tiêu tốn thời gian nửa tháng, bởi vì chờ không được mới chịu truyền lại phương pháp luyện đan. Hiện tại thì hay rồi, làm ra chuẩn bị, lại vòng trở về." Muốn đối phương lập tức lại đưa cho phương pháp luyện đan cũng có thể chính là để lại huy hiệu ở chỗ này, không lấy về. Cứ như vậy, chẳng khác nào cầm nghề nghiệp cả đời bảo đảm nhất định sẽ trả tiền. Đối phương truyền đến phương pháp luyện đan xong, đồng thời trong vòng nửa tháng sẽ phái người đến đây lĩnh thủ lao. Một đan sư có chút do dự. Dùng huy hiệu của ta gán nợ không có gì, chỉ là ta thật sự không lấy ra được mấy thứ này. Một khi đối phương tới đòi, vậy không có biện pháp trả. Nếu như hắn có thể lấy ra ba khối linh thạch, gán nợ huy hiệu cũng không tính là gì cả. Nhưng, trên đầu không có, một khi đối phương tới lấy, tiền trả không có, vậy sẽ lại có phiền phức lớn. Chẳng khác nào mấy năm nay khổ cực bị chôn vùi không công. Chức nghiệp luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong cũng sẽ bởi vậy mà mất đi. Một phương pháp luyện đan tứ phẩm mà thôi, quá đắt, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trương huyền phiền muộn. Linh thạch thứ này, hắn còn không biết phải hỏi ai đòi thoáng một chút ba cái, trước không nói không có, cho dù có, hắn cũng muốn để cho mình tu luyện. Sử dụng tới mua một phương pháp luyện đan, đùa gì thế? Lẽ nào không có biện pháp nào khác? Không nhịn được hắn nhìn qua. Ngoại trừ dùng vật thực để trả ra, còn có thể trả bằng tri thức, tin tức. Chỉ cần có thể lấy ra thứ đối phương cho rằng có giá trị, cũng có thể ích bà em như là thù lao. Mục đan sư cười gượng lắc đầu. Chỉ là Đối diện tường phương pháp luyện đan, cơ bản đều là luyện đan sư tứ tinh, ngũ tinh. Chúng ta còn xa mới có thể so sánh được, cho dù biết một ít tri thức, tin tức cũng không có giá trị gì. Đối diện tường phương pháp luyện đan, tệ nhất đều là luyện đan sư tứ tinh. Loại người cấp bậc như vậy, lý giải đối với đan thuật đã đạt được tới trình độ cao thâm khó dò. Loại luyện đan sư nhị tinh như hắn, làm sao có thể cầm ra tin tức hoặc tri thức khiến cho bọn họ cảm giác hứng thú? còn có thể sử dụng cái này để trả sao trương huyền thoáng sửng sốt một chút ánh mắt nhất thời sáng lên thật sao ừ thấy bộ dạng này của hắn đám người mộc đan sư sửng sốt lẽ nào một y sư như hắn một người ngoài nghề có thể lấy ra tin tức khiến luyện đan sư tứ tinh cảm giác hứng thú sao tốt lắm vậy để ta đây đi không để ý tới mọi người đang giật mình trương huyền suy nghĩ một chút cầm lấy bút lông đi tới trước tường phương pháp luyện đan múa bút vẩy mực, viết một hàng chữ. Nhìn thấy được nội dung hắn viết, Hồng Vân Đan Sư thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa thì nôn ra máu ngất đi. Thân thể Mộc Đan Sư còn lắc lư một cái, nước mắt chảy ra. Đây là sử dụng huy hiệu của hắn kích hoạt, đối diện có tên của hắn. Liễu hội trưởng, người viết thứ này. Là giết chết ta à? Ô ô, ta không muốn bị bẫy người như vậy đâu. chương 585, Thù Lao Ba Khối Linh Thạch Thượng một Kỳ Thánh Vũ là một vị luyện đan sư tứ tinh trung kỳ của Liên minh Vạn Quốc, tính tình nghiêm khắc, làm việc kỹ lưỡng. Luôn luôn là do hắn chịu trách nhiệm chăm sóc tường phương pháp luyện đan. Tường phương pháp luyện đan, nối liền với thuộc hạ của rất nhiều vương quốc nhất đẳng, sử dụng để giải quyết những vấn đề xuất hiện trong công hồi. Bình thường quanh năm suốt tháng, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới hôm nay mới đến, đã bị người kích hoạt. Là thiên vũ vương quốc nhất đẳng. Mặt tường kích hoạt, cho thấy vị trí và người kích hoạt ở đối diện là ai? Mộc Dương Phong, hắn tiện tay mở ra danh sách liên quan tới luyện đan sư, liếc mắt thoáng nhìn, nhướng mày. Luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, xem ra chắc là sát hạch tam tinh thành công, còn chưa kịp thay đổi huy hiệu. Chỉ có điều, vừa thi xong, lại kích hoạt tường phương pháp luyện đan, xin phương pháp luyện đan tứ phẩm. Khó tránh khỏi quá nóng này. Sắc mặt hắn xám xịt, hai mắt sáng như điện đối với khát vọng học tập của luyện đan sư, kỳ thánh vũ cũng không bài xích. Nhưng tối thiểu cũng phải đạt được tam tinh đỉnh phong, xin phương pháp luyện đan tứ phẩm, lục tìm cách chế luyện. Người một người vừa đột phá, ngay cả huy hiệu còn chưa từng đổi, đã lại chạy tới xin. Đùa gì thế? Còn là phương pháp luyện đan hàn âm đan tứ phẩm trung kỳ. Nhìn xong tên phương pháp luyện đan từ đối diện truyền đến, hắn càng phẫn nộ hơn. Vừa sát hạch thành công luyện đan sư tam tinh, đan dược tam phẩm cũng không nhất định có thể nhiều lần chế luyện thành công, đã trực tiếp xin phương pháp luyện đan tứ phẩm trung kỳ. Lẽ nào đan sư hiện tại đều nóng nảy như thế sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, hắn tiện tay viết ra thù lao giao dịch. Muốn phương pháp luyện đan tứ phẩm cũng có thể, lấy ra thù lao lại nói. Không lấy ra được, lại ngoan ngoán, bớt ở chỗ này quá tham vọng. Ở trong giá cả, hạ cố ý tăng cao gấp 3, mục đích chính là cho đối phương một sự cảnh tình, để cho đối phương biết khó mà lui. Quả nhiên, viết xong tin tức, tường phương pháp luyện đan yên lặng xuống, không có động tính. Nhìn đi, đối phó với những kẻ vô tri này, chắc hẳn phải khiến cho hắn biết khó mà lui. Nói thầm một tiếng, kỳ thánh vô tiện tay rót đầy một chén nước trà, nhấp một hớp. Lại ở thời điểm hắn cho rằng đối phương cảm thấy khó có thể trả nổi, sẽ lặng lẽ rời đi, đột nhiên có ánh sáng lóe lên một dòng chữ chậm rãi hiện lên linh thạch không có có thể giúp ngươi giải đáp vấn đề có gì nghi vấn khó xử lý không hiểu có thể hỏi thăm phụt một miệng nước trà phun ra đồng tử của kỳ thánh vỗ trợn tròn không ngừng ho khan hỏi thăm giúp ta giải đáp kỳ thánh vỗ chỉ cảm thấy trên đầu có một vạn con thần thú bay qua trời à lão tử là luyện đan sư tứ tinh trung kỳ có gì nghi vấn khó xử lý không hiểu muốn hỏi cũng phải hỏi luyện đan sư ngũ tinh ngươi là một người vừa đạt được tam tinh giọng điệu ngông cuồng như thế không sợ bị lôi ra đánh chết sao vốn cho rằng tăng giá gấp ba sẽ làm đối phương biết khó mà lui không nghĩ tới đối phương lại trả lời cuồng vọng như thế hắn cũng nổi giận kỳ đan sư thế nào hắn đang tức giận dự định cố gắng giáo huấn kẻ không biết tôn ti này một chút gian phòng lại két một tiếng mở ra một lão nhân đã đi tới Hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư của Liên minh Vạn quốc, Tô Tỉnh. Vương quốc cảnh nội, một vị luyện đan sư tứ tinh đỉnh phong duy nhất. Không có gì, chỉ là ở thiên vũ vương quốc xuất hiện một kẻ ngông cuồng. Cô nén tức giận, kỳ thánh vũ hử một tiếng nói. Người ngông cuồng. Tô hội trưởng thoáng sửng sốt, tất nhanh biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng mở to hai mắt nhìn tường phương pháp luyện đan trước mắt, giống như là nhìn một con quái vật. Em gái ngươi một người nhị tinh đỉnh phong, tối đa vừa đột phá, lấy giọng điệu của lão sư, bảo luyện đan sư tứ tinh trung kỳ tùy tiện trưng cầu ý kiến, hỏi thăm. Đây cũng không phải là người ngung cuồng, mà là đầu óc có vấn đề. Dù sao, chỉ cần người có chút bình thường, cũng không thể nói lời này. Thảo nào kỳ thánh vũ phát điên, cho dù là hắn vừa nhìn thấy được, cũng cảm thấy chóng mặt, cảm thấy vị mộc dương phong đan sư này, có phải là gân rối hoạn, phát điên hay không? đưa tài liệu của hắn cho ta xem. Nghiệp đoàn luyện đan sư của liên minh vạn quốc, làm đầu mối then chốt khống chế nghiệp đoàn của vương quốc nhất đẳng. Chỉ cần có luyện đan sư kiểm tra đánh giá, đều được thông báo tới chỗ này. Tư liệu của tất cả mọi người, cơ bản đều có thể điều tra ra được. Hắn tiếp nhận tư liệu, nhìn một lần xong xuôi, người này chưa từng biểu hiện qua thiên phú thật lợi hại, chỉ có thể nói là thượng trung dung. Đạt được nhị tinh đỉnh phong đến bây giờ đã đủ 17 năm không có bất kỳ đột phá nào. Thế nào vừa đột phá, lại bừa bãi như vậy? Đầu óc là bị cánh cửa kẹp, hay bị man thú gì đó đá? Tô tỉnh chớp mắt. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Kỳ thánh vũ bực bội nói. Có cần cho người này tội danh không nhìn đẳng cấp hay không, thủ tiêu tư chất của luyện đan sư hay không? Trên đại lục, chức nghiệp chung, hạ rất nhiều, đẳng cấp nghiêm ngặt. Chức nghiệp thấp hơn phải tôn trọng chức nghiệp cao đẳng, lấy lễ sư trưởng để đối đãi. Đây là quy định. Người này bừa bãi như vậy, kiêu ngạo không ai bì nổi, hoàn toàn có thể định ra một tội danh không tôn trọng đẳng cấp, trực tiếp thủ tiêu tư cách luyện đan sư. Tạm thời không vội, không bằng cho hắn vấn đề trước thử xem, hắn đáp không được lại chỉ tội cũng vẫn kịp. Có chút do dự, Tô hội trưởng nói. Chuyện kỳ lạ hàng năm đều có, cũng không thể vì đối phương nói chuyện cuồng vọng, lại muốn khai trừ tư cách luyện đan sư của hắn. Được, Kỳ Thánh Vũ gật đầu vừa vặn ta có một vấn đề, trước đó muốn thỉnh giáo hội trưởng, vẫn không có cơ hội. Hiện tại lại viết lên, hội trưởng cũng giúp ta xem một chút, hắn giải thích như thế nào. Chỉ cần là giải đáp lung tung, ta sẽ cho hắn biết, quyền uy của luyện đan sư cao cấp không cho phép được khiêu khích. chương 586, Thù Lao ba Khối Linh Thạch Thượng hai Ừ, Tô Tỉnh hội trưởng gật đầu. Thấy hắn đồng ý, kỳ thánh vô cầm lấy bút lông, tiện tay viết lên chế luyện từ châu thảo dậu dương hoa tam diệp thanh ba loại dược liệu dung hợp trình tự dựa theo đúng quy định tại sao lại dẫn đến dược tính sói mòn nhìn thấy được hắn viết hàng chữ này tô tỉnh gật đầu vấn đề này của hắn rất xảo quyệt khuê hải đan là đan dược tứ phẩm thời điểm viết ba vị thuốc dung hợp quả thật sẽ dẫn đến dược bị sói mòn không ít luyện đan sư tứ tinh đều sẽ phạm loại sai lầm này cho dù là hắn năm đó cũng chưa từng ngoại lệ sau khi hỏi thăm nhiều phía, lục lọi hồi lâu, hắn mới tìm được giải pháp chính xác. Hỏi lên vấn đề này, xem ra kỳ thánh vũ là giận thật, trực tiếp hỏi một ngay cả chính hắn đều khó khăn lấy giải đáp vấn đề. Phương pháp giải quyết vấn đề này, cho dù là một ít luyện đan sư ngũ tinh cũng rất khó trả lời. Ta cũng là vận khí tốt, mới tìm được đáp án ở trong một quyển cổ tịch. Một người vừa đột phá luyện đan sư tam tinh, làm sao có thể trả lời? Trong lòng hắn hừ lạnh, nhìn về phía tường phương pháp luyện đan trước mắt, muốn xem thử kẻ lớn lối này, đến cùng có thể trả lời được nội dung gì. Đối diện, không chỉ Mộc đan sư phát điên, ngay cả lông mày khương thần, Hồng Vân đan sư cũng giật loạn. Đây cũng không phải là quấy rối mà là không nhìn đẳng cấp uy nghiêm của luyện đan sư, khiêu chiến quyền uy. Một khi đối phương xác định tội danh, hoàn toàn có thể trực tiếp khai trừ tư cách luyện đan sư của Mộc Dương Phong. Chắc hẳn. Tiền bối ở đối diện bị chọc tức, khóe miệng giật một cái, Hồng Vân Đan sư tràn ngập sự đồng cảm đối với Mộc Dương Phong. Chắc hẳn chức nghiệp cả đời của người này sẽ kết thúc. Ông hắn đang lắc đầu, mặt tường lóe lên, một dòng chữ xuất hiện. Khuê Hải Đan, Tử Châu Thảo, Dậu Dương Hoa, Tam Diệp Thanh. Nhìn xong nội dung, đầu óc Hồng Vân Đan sư mơ hồ. Nói thật, hắn ngay cả Khuê Hải Đan là gì cũng không biết. Càng chưa nói tới dược tính của ba loại dược liệu này làm sao lại sói mòn. Hắn len lén nhìn về phía mục dương phong, chỉ thấy gương mặt hắn còn co giật, dáng vẻ giống như táo bón. Hắn lại nhìn về phía liễu trình cầm đầu gây họa. Vẻ mặt người này cũng mờ mịt, hình như hoàn toàn không hiểu. Hắn đang kỳ quái sẽ kết thúc như thế nào. Chỉ thấy người này đứng dậy, đưa tay lau ở trên tường phương pháp luyện đan một cái. Ngay sau đó, cầm lấy bút lông, viết lên tử châu thảo phơi nắng lớn 3 ngày, dậu dương hoa bỏ rễ. Tam Diệp Thanh lấy trong vòng 5 năm, năm không thay đổi quá lớn. Nhìn chữ viết rất nhanh hiện ra ở trên tường phương pháp luyện đan, kỳ thánh vô tức giận đột nhiên đứng lên, lửa giận sắt từ trong miệng mũi phun ra. Nói bậy, quả thực chính là nói bậy. Tử châu thảo trời sinh có tính âm hàn, sinh trưởng ở nơi bóng dâm. Một khi phơi dưới nắng lớn, dược hiệu sẽ nhanh chóng sói mòn, cuối cùng dẫn đến không tìm thấy nếu thật sự ném loại dược liệu này ra, đừng nói là 3 ngày, một ngày cũng không chịu nổi. Dậu dương hoa, thời gian giờ dậu mặt trời chiều hạ xuống, mới có thể nở ra đóa hoa kiểu diễm, mang theo thiên hỏa chìm xuống, địa hỏa sống lại mới có dược tính. Nhất là dễ cây sinh trưởng ở trong đất bùn, là cầu núi liền trời đất. Một khi bỏ đi dễ cây, còn có hiệu quả gì? Về phần cuối cùng tam diệp thanh, bình thường chín, cần phải 10 năm. Dược liệu trong vòng 5 năm, giống như hoa cỏ bình thường, hoàn toàn không có chút dược tính nào. Nếu thật sự dựa theo như vậy đi làm, đừng nói là sói mòn, sợ rằng một chút dược tính cũng không có. Kỳ thánh vũ càng nói càng nhanh, nắm đấm bóp phát ra tiếng rác rác vang dội. Chỉ cần là luyện đan sư tứ phẩm, có hiểu biết đối với khuê hải đan, chỉ biết dược tính chính của ba loại thuốc này. Đối phương nói những điều ấy, quả thực chính là nói đùa, nói liều nói loạn. Hội trưởng, không cần do dự nữa, đầu óc của người này tuyệt đối có bệnh, hiện tại ta xin lại khai trừ tư cách luyện đan sư của hắn. Hừ lạnh một tiếng, kỳ thánh vũ quay đầu đi, đang muốn từ trong miệng của tô hội trưởng nghe được quyết định, lại lập tức nhìn thấy hội trưởng luôn luôn trầm ổn, mắt trợn trừng, dường như choáng váng đứng tại chỗ. Hội trưởng, hắn không nhịn được hô lên một tiếng. a, à, tô tỉnh này mới phản ứng được, môi run rẩy. Đây, phương pháp của hắn, một điểm không sai, hoàn toàn chính xác. Chính xác, lần này đến lượt kỳ thánh vũ choáng váng. Thật hay giả vậy, tử châu thảo thích âm sợ dương, trong cơ thể tích lũy khí âm hàn cực kỳ nặng. Thời điểm chế luyện khuê hải đan, âm khí này dung hợp ở trong dược liệu, lại sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy dược tính, quả thật cần phải phơi dưới nắng lớn mới có thể giải quyết. Về phần dậu dương hoa, sử dụng làm dược liệu trung hòa, lại thêm dễ cây, tuy rằng dược lực tăng, trên thực tế lại tốt quá hóa dở, ảnh hưởng tới khả năng pháp huy dược tính của tử châu thảo, dẫn đến chỉnh thể dược tính sói mòn. Tam Diệp Thanh cũng như vậy. Tô tỉnh há to miệng. Đây là những gì ta thấy được từ trên một quyển sách cổ. Không ít luyện đan sư ngũ tinh cũng khó có thể giải đáp. Hắn làm sao có thể? Kỳ thánh vũ bối rối. Ý của hội trưởng là nói hắn. Không sai. Không sai. Không những không sai. Còn hết sức chính xác. Ta đặc biệt nghiệm chứng qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Tô tỉnh gật đầu. Điều này, làm sao có thể? Kỳ thánh vũ điên rồi. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một luyện đan sư tam tinh vừa sát hạch thành công, miệng nói ra lời ngung cuồng. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, ngay cả vấn đề luyện đan khó khăn hắn cũng không biết, lại dễ dàng giải quyết. Thật hay giả vậy? Rốt cuộc hắn là luyện đan sư tứ tinh trung kỳ, hay là mình? chương 587, Thù Lao Ba Khối Linh Thạch Hạ một Liễu hội trưởng, người viết như vậy, thật sự không có việc gì chứ. Nghiệp đoàn luyện đan sư, Mộc Dương Phong ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Vừa rồi đáng lẽ phải ngăn cản đối phương, đừng để cho hắn viết loạn. Khuê hải đan là cái gì không biết thì thôi, người không tốt thì đi tra tư liệu một chút. Sờ sờ tường liền trực tiếp viết đáp án, quá tùy ý. Tuy rằng không biết vì sao dược tính của tử châu thảo, dậu dương hoa, tam diệp thanh sẽ sói mòn, nhưng làm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, dược tính của vài loại dược liệu này hắn vẫn biết một chút. Dược liệu thuộc tính âm phơi dưới nắng lớn, không cần dễ dậu dương hoa, tam diệp thanh năm càng thấp càng tốt. Mẹ nó đây đều viết cái gì vậy? Chỉ cần có chút hiểu biết về luyện đan, đều hiểu đây là chuyện phiếm, đi ngược lại với luyện đan bình thường, không phải đẩy người ta vào chỗ chết sao. Không cần suy nghĩ, luyện đan sư tứ tinh đối diện khẳng định thức tới dậm chân, hận không thể bóp chết hắn. Ban đầu, đối phương chỉ điểm chế luyện ra đan dược tam phẩm mình cảm kích vạn phần cảm thấy cuộc sống đi lên đỉnh phong bây giờ mới biết đỉnh phong cái rắm đây là tiết tấu cho đi lên tới đỉnh phong sau đó sẽ một gậy đánh chết nếu không người có từng thấy qua luyện đan sư cấp thấp và luyện đan sư cao cấp nói chuyện như vậy sao môi hắn co giật đang cảm thấy cuộc sống ảm đạm không ánh sáng chỉ thấy tường trước mắt có ánh sáng lóe lên lại sáng lên kết thúc rồi biết trên vách tường nhất định là xử phạt đối với hắn, trong lòng buồn bã một mảnh, đang muốn xoay người qua chỗ khác, không lại đi nhìn nữa, để tránh mất mặt. Hắn lại thấy Hồng Vân Đan sư cách đó không xa hít thở dồn dập, dường như chấn động kinh ngạc sắp tắt thở. Một Đan sư, ngươi, ngươi mau nhìn. Ngay sau đó người kia run rẩy chỉ sang. Trong sự nghi ngờ, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống, Mộc Dương Phong cũng cảm thấy trái tim sắp nổ tung, toàn thân ngây ra tại chỗ, qua hồi lâu, âm thanh mới từ trong miệng hắn phát ra. Điều này, sao có thể như vậy được? Chỉ thấy trên vách tường, chữ viết với ánh sáng chói mắt, cứng cáp có lực. Chính xác, có thể để làm thù lao cho phương pháp luyện hàn âm đan. Chính xác, Mộc Dương Phong dùng sức rụi rụi con mắt, khi phát hiện không nhìn lầm, hắn trợn tròn mắt, dù thế nào cũng không tỉnh táo lại được. Vẻ mặt mê man tùy tiện viết, chính là câu trả lời chính xác ta không phải nằm mơ chứ? Chính xác là tốt rồi, bất kể nói thế nào, chức nghiệp được bảo vệ. Sau khi hết khiếp sợ, hắn cảm thấy đầy may mắn. Nếu như đã quyết định chính xác, đối phương lại không thể loại trừ hắn tư cách luyện đan sư. Chức nghiệp xem như là được bảo vệ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói mấy câu, lại thấy bức tường trước mắt lại có ánh sáng lóe lên. Lại là một hàng chữ hiện lên. Trong quá trình chế luyện tứ phẩm đỉnh phong dễ dàng nổ lò, giải quyết như thế nào. Đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Khí khiếu đan, cái này ta nghe nói qua, thuộc về tứ phẩm đỉnh phong, một ít luyện đan sư ngũ tinh, cũng rất khó có thể dễ dàng luyện được. Sau khi dùng sau, có thể mở ra khí khiếu cho cơ thể người, khiến tu vi càng cường đại hơn, vô cùng chân quý. Hỏi loại vấn đề chế luyện đan dược này sao? Gian phòng lại im lặng. Luyện đan sư tứ tinh đối diện không bệnh chứ? Vị liếu hội trưởng này vô lễ như vậy, chẳng những không tính toán, còn tiếp tục theo đuổi hỏi vấn đề. Chẳng lẽ, vị liếu hội trưởng này thật sự lợi hại như vậy, có thể chỉ điểm cho luyện đan sư tứ tinh luyện đan? Điều này, bọn họ đầy kỳ quái nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, đang muốn thảo luận với hắn xem giải quyết như thế nào, đã thấy hắn cầm lấy bút lông, lại viết một hàng chữ. Nhìn thấy được hàng chữ này, vừa thở vào một cái mục dương phong, lại cảm thấy trước mắt tối sầm trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Cách đó không xa, đầu gối Hồng Vân Đan Sư, Khương Thần cũng đều mềm nhũn có phần không đứng thẳng nổi. Đại ca, người đây là muốn nghịch thiên sao? Chỉ thấy trên mặt tường có sáu chữ lớn, lập lè tỏa ra ánh sáng. Thù lao, ba khối linh thạch. Người này, thật sự coi chúng ta học tập hắn sao? Thấy rõ chưa từ phía đối diện truyền đến, kỳ thánh vô thiếu chút nữa thì lập tức phát điên rồi. Vừa nãy đưa ra câu trả lời, sau khi hết khiếp sợ, cảm thấy vẫn muốn tiếp tục hỏi thăm, xem đối phương rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự, hay đánh bậy đánh bạ. Nhận, Tô Hội trưởng lại đưa ra vấn đề này, vốn tưởng rằng sẽ cho ra câu trả lời thế nào, lại trực tiếp tới 6 chữ này. Thù lao, thù lao em gái ngươi. Đường đường là luyện đan sư tứ tinh của nghiệp đoàn Vương quốc liên minh, sát hạch một tam tinh như ngươi, ngươi lại muốn tiền. Trời à! Chúng ta đây là đang thử thách ngươi, thử thách hiểu hay không? Thật sự cho rừng chúng ta không biết, thỉnh giáo ngươi sao? Đáp ứng hắn, có chút do dự, Tô Tỉnh gật đầu. Đáp ứng. Lần này đến lượt Kỳ Thánh Vũ bối rối. Đề này, ta cũng không biết, ta muốn xem thử hắn cho ra đáp án gì. Tô Tỉnh nói, ngươi không biết. Kỳ Thánh Vũ ngã sắp xuống. Tô hội trưởng là đan thuật cao nhất trong cả nghiệp đoàn, đạt tới tứ tinh đỉnh phong không biết là có ý gì. Không phải nói sát hạch sao? Thế nào thật sự biến thành hỏi thăm? Lại nói, thật sự không biết, làm thế nào xác định có chính xác hay không? Trong lòng hắn chấn động kinh ngạc, thấy hội trưởng kiên trì, vẫn viết lên hai chữ, đồng ý. Vừa viết xong, đối diện cũng truyền đến hai chữ, phương pháp luyện đan. Có chút do dự, hắn viết lên phương pháp luyện khí khiếu đan. Ông, thời gian không lâu, trên tường lại hiện lên một hàng chữ khí khiếu đan khí tức tương khắc dược liệu cần có dược tính mạnh mẽ cần phải sớm ngâm dược liệu ở nước chảy loại bỏ tính nóng sau đó thêm một mặt khứ tiền thảo ta thử xem phương pháp ghi chép trên vách tường rất đơn giản tô hội trưởng nhìn xong lập tức làm thí nghiệm thời gian không lâu hắn ngừng lại nhìn trong lò luyện đan nhẹ nhàng bay ra mùi thuốc vẻ mặt đờ đẫn đúng tự nhiên cũng đúng hắn đường đường là luyện đan sư tứ tinh đỉnh phong, vấn đề hắn còn không có cách nào giải quyết, đối phương một người vừa sát hạch xong tam tinh, lại giải đáp được, hơn nữa không có chút sai lầm nào. chương 588, Thù Lao Ba Khối Linh Thạch Hạ 2 Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đối diện chỉ sợ không phải là Mộc Dương Phong, kỳ đan sư, người đi điều tra một chút, rốt cuộc là ai? Sửng sốt một hồi, hắn đột nhiên hiểu được nếu như vị mục đan sư này thật sự có loại bản lĩnh như vậy, khẳng định đã sớm nổi danh, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? hiện tại cũng không có người biết tới. được, ta lập tức qua hiên viên phong hào vương quốc. cũng ý thức được điểm ấy, kỳ thánh vô sốt ruột vội vàng gật đầu. thiên vũ vương quốc ở phạm vi hiên viên vương quốc phong hào, nếu muốn đi tìm chỉ có thể đi trước người. ừ, chỉ có điều tạm thời không vội, lập tức đánh chuông. Để cho tất cả luyện đan sư ở liên minh lập tức tới nghiệp đoàn. Tô hội trưởng lại phân phó. Vâng." Kỳ Thánh Vũ gật đầu, xoay người đi xuống. "Được rồi, giải quyết xong." Thu nhận phương pháp luyện Hàn Âm đan xuất hiện trên tường vào đồ thư quán, Trương Huyền mỉm cười. "Có phương pháp luyện đan này, là có thể chế luyện Hàn Âm đan, kích hoạt thể chất cho Triệu Nhã. Không chỉ có phương pháp luyện đan không tốn tiền, còn có người đưa linh thạch qua." xem như là buôn bán có lời đúng rồi linh thạch của đối phương đại khái lúc nào mới có thể nhận được hắn không nhịn được hỏi cái này chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy ta cũng không biết được rõ ràng chỉ có điều dựa theo tình huống bình thường khoảng nửa tháng là có thể mộc dương phong có chút do dự nói ban đầu hắn còn chấn động kinh ngạc sau đó đã mất cảm giác người khác hỏi tổng bộ bên kia xin phương pháp luyện đan đều trả giá thật lớn bỏ ra cả vốn gốc người này thì hay rồi không chỉ nhận được phương pháp luyện đan còn kiếm được tiền cho dù tận mắt nhìn thấy hắn cũng cảm thấy không thể tin được đầu óc choáng váng nửa tháng cũng không chậm trương huyền gật đầu nửa tháng có thể kiếm lời ba khối linh thạch cũng xem là không tệ liễu hội trưởng hiện tại chúng ta làm cái gì mộc dương phong nhìn qua phương pháp luyện đan tới tay tất nhiên phải luyện đan ngươi giúp ta tìm những dược liệu này tới trương huyền nói hàn âm đan mặc dù là đan dược tứ phẩm nhưng vừa rồi ta thấy dược liệu không hiếm có nghiệp đoàn luyện đan sư chúng ta cũng có thể lấy ra được chỉ là cho dù tìm được dược liệu không có luyện đan sư tứ tinh cũng không có cách nào chế luyện mộc dương phong nghi ngờ nhìn qua vẻ mặt hồng vân đan sư cũng không giải thích được toàn bộ nghiệp đoàn luyện đan sư thiên vũ vương quốc hội trưởng thuật luyện đan cao nhất cũng chỉ có tam tinh sơ kỳ, không có cách nào chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Biết phương pháp luyện đan, tìm được dược liệu, không có ai chế luyện, cũng vô dụng. Ai nói không có luyện đan sư tứ tinh thì không thể chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Trương Huyền xua tay, nhìn lại. Không phải còn có ngươi sao, ngươi giúp ta chế luyện là được. Ta, bị dọa cho giật mình, Mộc Dương Phong thiếu chút nữa ngất đi. Hắn trình độ thế nào, Bản thân hiểu rất rõ, Nhị Tinh đỉnh phong có thể luyện ra đan dược tam phẩm, cũng là công lao đối phương chỉ điểm. Tứ phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên tâm, tìm xong dược liệu trước, đến lúc đó ta chỉ điểm cho ngươi. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền thoải mái. Ngươi chỉ điểm cho ta. Có chút do dự, Mộc Dương Phong nghi ngờ nhìn qua. Thật có thể thành công? Đổi lại thành những người khác nói vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy khoác lác nhưng người thanh niên trước mắt này từ tối nay nhận biết đến hiện tại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích có lẽ hắn chỉ điểm thật có thể khiến mình luyện thành đan dược tứ phẩm một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc yên tâm đi không thành công còn không phải thất bại sao cùng lắm thì nổ lò thôi vẻ mặt trương huyền hoàn toàn không để ý nổ lò khóe miệng mộc dương phong giật một cái thiếu chút nữa ngất đi người biết đan dược tứ phẩm một khi nổ lò uy lực lớn tới mức nào sao đan dược tứ phẩm và tam phẩm tuy rằng chỉ kém một bậc trên thực tế lại có sự khác biệt về bản chất thật giống như binh khí lột xác từ quỷ cấp đến linh cấp không thể so sánh nổi đan dược tứ phẩm bình thường một khi nổ lò cường giả trí tôn không đề phòng cũng sẽ bị nổ chết tại chỗ càng chưa nói những tông sư bọn họ còn cùng lắm thì nổ lò nếu thật sự nổ mạnh toàn bộ nghiệp đoàn luyện đan sư sợ rằng cũng bị mất có thể nổ nghiệp đoàn luyện đan sư sao? Nghe xong giải thích, Trương Huyền sửng sốt. Vốn có hắn còn tưởng rằng nổ lò giống như Mạc Vũ làm ở thú đường lúc trước, sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Thật không nghĩ tới đan dược tứ phẩm có uy lực lớn như vậy. Ừ, không chỉ có nguy hiểm nổ lò, đan dược tứ phẩm dược liệu cũng vô cùng chân quý. Tuy rằng nghiệp đoàn chúng ta có thể gom đủ, cẩn thận tính toán, giá trị cực lớn, không thể đong đếm được. Tinh ra lại cần phải. Ba khối linh thạch mới có khả năng mua đủ, đổi thành kim tệ, không trên 10 vạn, không có khả năng. Mộc Đan sư nói tiếp, ba khối linh thạch, trên 10 vạn kim tệ. Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy thân thể người thanh niên đối diện thoáng lảo đảo một cái. Ngay sau đó hai mắt hắn đỏ đậm lại đi tới tường phương pháp luyện đan trước mặt, vẻ mặt đầy chính nghĩa và chính khí, cầm lấy bút lông, tiện tay viết xuống một hàng chữ. Luyện đan sư đối diện còn ở đó hay không? các ngươi còn có vấn đề khó khăn gì không? Ba khối linh thạch trả lời một lần, vấn đề càng nhiều càng tốt, đều có thể trả lời cho các ngươi. Mộc Dương Phong Khương Thần, Hồng Vân Đan Sư Đối diện Tô Tỉnh Hội trưởng chương 589, Lộ Trùng Liều Mạng một Nghe đến giá của mấy dược liệu này, trong lòng Trương Huyền liền tan vỡ. Tốn miệng lưới cả đêm, kiếm được ba khối linh thạch, kết quả mới đủ mua dược liệu các ngươi đây là muốn cướp à ta kiếm chút linh thạch dễ dàng sao có cần ác như vậy hay không hắn cầm bút lông đợi một hồi phía đối diện không hề truyền lại tin tức qua rất rõ ràng không có vấn đề thật sự keo kiệt còn là luyện đan sư tứ tinh chút tiền lẻ này cũng không muốn bỏ ra quỷ nghèo ném bút lông một cái trương huyền lên tiếng rít gào cái gì vậy không nói là luyện đan sư tứ tinh sao không phải là nhân gì đó của liên minh vạn quốc sao. Ngay cả ba khối linh thạch cũng không bỏ được ra, lại chưa thấy qua người nào keo kiệt như thế. Quỷ nghèo. Mộc Dương Phong, Hồng Vân Đan Sư run rẩy. Đại ca, rõ ràng là người keo kiệt có được hay không? Người ta không có vấn đề, cũng không thể tự nhiên đưa linh thạch cho ngươi. Trực tiếp mắng luyện đan sư tứ tinh keo kiệt, quỷ nghèo. Đừng nói toàn bộ nghiệp đoàn, sợ rằng phạm vi toàn bộ vương quốc, cũng lại chỉ có một mình ngươi. Liễu hội trưởng, tổng hội bên kia linh thạch qua, coi như mua dược liệu. Ta hiện tại lại chuẩn bị cho ngươi." Hô một tiếng, Mộc Dương Phong rất sợ đối phương lại làm ra chuyện gì quá khích, xoay người rời đi. Vị trước mắt này quả thật có bản lĩnh lớn, nhưng lá gan cũng thật sự quá lớn. Đổi lại thành hắn, cho dù có chút năng lực, đối mặt với luyện đan sư đẳng cấp cao hơn mình, cũng sẽ lễ độ cung kính. Hắn thì hay rồi, một chút không hài lòng liền chửi ầm lên. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn thật lo lắng mình có thể bị hù chết hay không. Chúng ta, Hồng Vân đan sư, Khương Thần đang muốn rời đi, lại thấy vẻ mặt người thanh niên tươi cười nhìn qua, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Bọn họ là quỷ nghèo, nghe nói đòi tiền, khiếp sợ đến mức liền hỏi cũng không có. Hai người các ngươi có hay không? Vấn đề gì cũng làm được, chỉ cần cho linh thạch, lại khó mấy ta cũng có thể hỗ trợ giải quyết không có hai người khiếp sợ đến mức sắc mặt nhất thời trắng bệch đồng thời xua tay không có vấn đề vậy có bệnh cũng được ta có thể trị liệu cho các ngươi trương huyền tiếp tục nói hồng vân đan sư khương thần không hổ danh là nghiệp đoàn luyện đan sư tốc độ thu thập dược liệu cực nhanh không đến nửa canh giờ tất cả dược liệu chế luyện hàn âm đan lại được thu thập hoàn chỉnh mang theo qua Hết lần này đến lần khác xác định hai người không cần trị bệnh cũng không có vấn đề cần hỏi Trương Huyền không thể không tiếc nuối đi theo sau lưng Mộc Dương phong tới phòng luyện đan chuyên dụng của nghiệp đoàn nơi này có lô đỉnh tốt nhất xung quanh cũng bố trí trận pháp cho dù nổ lò cũng sẽ không ảnh hưởng với vận hành bình thường của nghiệp đoàn Liễu hội trưởng ngươi thật sự để cho ta chế luyện sao nhìn dược liệu và lò luyện đan trước mắt đã dọn xong vẻ mặt mộc đan sư do dự đan dược tứ phẩm, lại được gọi là linh phẩm đan dược. Cho dù không cần hộp ngọc đựng, cũng có thể tự chủ hấp thu linh khí thiên địa, không tổn hao. Có lời đồn đại, ở một ít cổ mộ từng đào qua loại đan dược cấp bậc như vậy, bao nhiêu năm qua, dược hiệu không những không có tiêu hao, còn tăng lên rất nhiều. Một ít cấp bậc thành đan, đều đạt tới viên mãn, thậm chí cấp bậc hoàn mỹ. Loại đan dược cấp bậc như vậy, không chỉ cần ngươi nắm giữ thành thạo cơ sở luyện đan, còn phải có tu vi siêu cường bằng không, một khi xuất hiện biến cố, cũng sẽ gây ra nổ lò, vạn kiếp bất phục. Vị liễu hội trưởng này trước mắt để cho hắn ra tay, trong lòng hắn thật sự không có tự tin gì. Một lát nữa dựa đúng theo trình tự ta giao phó đi chế luyện, hoàn toàn không thể có sai sót. Trương Huyền lại không có trạng thái cười đùa cợt nhả trước đó, ngược lại nghiêm trọng một hồi. Xem qua sách của nghiệp đoàn, hắn cũng biết độ khó của đan dược tứ phẩm. Mặc dù có thiên đạo đồ thư quán, có thể tìm ra trong chế luyện có sai lầm nào, muốn cho tông sư chế luyện ra đan dược tứ phẩm vẫn rất khó. Được, biết chế luyện đan dược tứ phẩm nguy hiểm, Mộc Đan sư cũng hiểu rõ, một khi thành công, đối với đan thuật hắn của không thể nghi ngờ là nâng cao cực lớn. Hắn do dự không bao lâu, cắn răng. Người thanh niên trước mắt này sáng lập quá nhiều kỳ tích. Trong lòng đã phát sinh cảm giác tin cậy đối với hắn. Ngày hôm nay thật sự muốn cự tuyệt, bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ là cả đời chết cũng sẽ hối hận. Bắt đầu, điều chỉnh một hồi, Mộc Dương Phong đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới đến được trước mặt lò luyện đan, bàn tay dơ lên, đan hỏa sôi trào. Hừng hực hừng hực, ngọn lửa thiêu đốt, lô đỉnh bắt đầu biến thành đỏ, trở nên nóng hơn. Để vào mục túc hoa, hai nửa hít thở sau, để vào tiết mẫu thảo. 14 hít thở sau để vào hàn băng diệp. Nhìn đối phương bắt đầu luyện đan, Trương Huyền không ngừng hô lên. Mộc Dương Phong tuân thủ một cách nghiêm ngặt, hoàn toàn không dám làm trái. Xôn xao, từng gốc dược liệu vội vàng rơi vào trong lô đỉnh, tiến hành dung hợp hoàn mỹ. Bên ngoài phòng luyện đan, vì để tránh làm phiền hai người, đám người Hồng Vân Đan sư cũng không có tiến vào. Các ngươi nói, bọn họ có thể thành công hay không? Qua một hồi thật lâu, Khương Thần mới nói, ta cũng không biết, người khác còn dễ nói, nhưng Liễu hội trưởng này thật sự không có cách nào sử dụng lẽ thường để cân nhắc. Hồng Vân Đan Sư lắc đầu. Người khác còn dễ nói nói, nhưng liễu trình này thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. chương 590, Lộ Trùng Liều Mạc 2 Ở tường phương pháp luyện đan tìm kiếm phương pháp luyện đan, có thể làm cho luyện đan sư đối diện nói không ra lời, giải quyết vấn đề luyện đan sư tứ tinh cũng không giải quyết được. Phần năng lực này tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Đúng vậy, khương thần cảm thấy từng đợt cảm giác bị thất bại hắn là con trai của khương đường chủ cũng là thiên tài luôn luôn tràn đầy tự tin tuy rằng kém hơn so với hai quái vật mạc hoàng nhất mạc vũ nhưng trong cùng tuổi hắn cũng được cho đỉnh phong nhất vốn tưởng rằng dựa vào cố gắng sau này sớm muộn có thể đuổi kịp bọn họ nay nhìn thấy trương huyền và vị liễu hội trưởng này hắn mới hiểu được so với cùng thiên tài chân chính hắn vẫn có tranh lệch rất lớn một y sư dựa vào nắm giữ dược tính đối với dược liệu, chỉ điểm một luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, chế luyện đan dược tứ phẩm. Không phải tận mắt nhìn thấy, chuyên gia cũng sẽ bị người ta xem thành kẻ điên. Chỉ có điều, không quan tâm có thành công hay không, tiến bước sau này của mộc đan sư, sợ rằng đều ngăn cản không được. Nếu như lấy thời gian, thành tiểu luyện đan sư tứ tinh cũng không phải không có khả năng. Xúc động nói một tiếng, vẻ mặt hồng vân đan sư hối hận. Cho dù lần này luyện đan thất bại, có kinh nghiệm từng tự mình chế luyện đan dược tứ phẩm này, cũng sẽ khiến cho đan thuật của Mộc Đan sư tăng lên rất nhiều. Tất cả chuyển hóa thành kinh nghiệm, sau này muốn vượt qua hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Có thể dự kiến, vài năm sau, cái vị trí hội trưởng, tất nhiên rơi vào trên đầu đối phương, mà không phải hắn. Nếu không phải trước đó hắn giả vờ giả vịt, cố ý từ chối, cơ hội lần này rất có khả năng sẽ là của hắn. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Thời gian cũng không thể quay đầu lại, lại hối hận nữa cũng vô dụng. Trong một phòng nhỏ tại Thiên Vũ học viện, toàn thân Lộ Trùng trần trụi mở mắt. Hắn sử dụng khăn mặt lau mồ hôi đang chảy xuông ở trên người, phun ra một hơi. Đây là lần tu luyện thứ tư. Nhìn thuốc bột còn lại hơn phân nửa, Lộ Trùng do dự. Lão sư nói, năm lần tu luyện, lực lượng trong cơ thể ta sẽ lại đạt tới cực hạn, thuốc cũng sẽ không có tác dụng thông qua vài lần tu luyện này có lẽ hiệu quả lần sau thật sự kém hơn so với lần trước không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ năm luyện xong tối đa cũng lại nắm giữ thực lực thông huyền cảnh đỉnh phong Nếu muốn báo thù vẫn rất khó hắn cắn chặt hàm răng Liễu lão sư nói qua độc thể của hắn đại khái cần phải 5 lần rèn luyện mới có thể thành công mấy ngày qua một ngày một đêm tu luyện chỉ cần có chút khôi phục hắn liền tiếp tục tiến hành Quả thật khiến cho thực lực có tiến bước nhảy vọt. Nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề, đó chính là hiệu quả của bột độc dần dần giảm bớt, nhất là lần vừa rồi, tiến bước đã rất yếu, so với lần đầu tiên, kém hơn không chỉ phân nửa. Có thể dự kiến, tiếp tục nữa, hiệu quả khẳng định yếu hơn cho đến khi không có hiệu quả. Thật sự không được, sử dụng tất cả những bột thuốc này đi. Ánh mắt hắn hiện lên một sự ngoan độc. Dựa theo yêu cầu của lão sư, năm lần tu luyện xong, độc phấn cũng chỉ sử dụng chừng phân nửa. Nếu hiệu quả lần thứ năm tiến bước cực kỳ bé nhỏ, tăng lượng thuốc lên. Thâm thù đại hận, không thể không báo, liều mạng. Hai hàng lông mày dướn lên, lộ trùng cắn răng một cái, không lại dùng ngân châm, trực tiếp vẽ loạn tất cả thuốc bột ở chỗ huyệt vị. Ngân châm dính vào một điểm, và trực tiếp bôi thuốc bột loạn lên trên, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Cho dù Trương Huyền đang ở bên cạnh, cũng sẽ cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không. Ầm ầm, một cảm giác đau đớn tới tận tim, trong nháy mắt kéo tới. Cảm giác hôn mê mãnh liệt khiến cho thân thể Lộ Trùng kịch liệt run rẩy. Ta không thể chết được, ta muốn báo thù, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Mỗi một khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên trong đầu, gào thét một tiếng, trong lòng Lộ Trùng điên cuồng hét lên. Cả gia tộc 137 người chỉ còn lại có một mình hắn. Trước khi còn chưa báo được thù, hắn làm sao có thể chết? Cô 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 cô! Kịch độc dọc theo da thấm vào bên trong, ở trên toàn thân chảy xuôi, đau đớn kịch liệt giống như xé rách toàn thân, khiến cho hắn giống như rơi xuống địa ngục. Nếu như nói lần đầu tiên tu luyện khiến hắn khó có thể chịu được, lần thống khổ này so với lần đó đủ tăng gấp 10 lần. Nếu không phải mấy ngày qua vẫn tiếp nhận, khẳng định ngay cả một lần hít thở hắn cũng không kiên trì nổi. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy trước mắt mê muội từng đợt, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Lão sư có kỳ vọng cực lớn đối với ta, đám người phụ mẫu vẫn chờ ta báo thù cho bọn họ. Kiên trì, từng tiếng gầm thét giận dữ vang lên, hàm răng hắn cắn chặt đầu lưỡi, miệng đầy máu tươi. Hai năm qua, cố gắng tu luyện, lời cũng không dám nói, vì cái gì? Không sợ khó khăn, lựa chọn tu luyện độc thể, vì cái gì? chỉ cần thù lớn không báo, lộ trùng ta, không thể chết. Âm ầm không biết qua bao lâu, đau đớn cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Lúc này tâm thần lộ trùng mới buông lỏng, trước mắt tối sầm, ngất đi. Lại ở thời điểm sau khi hắn hôn mê, một dòng chân khí tinh thuần, phối hợp với phấn độc chậm rãi dung hợp cùng thân thể của hắn, khiến cho lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh. Đạo chân khí này, chính là lần đầu tiên Trương Huyền giúp hắn thăng cấp thực lực, lưu lại ở bên trong thân thể nếu như không có nó bảo vệ tâm mạch cho dù lực ý chí của lộ trùng có cường thịnh mấy đi nữa cũng không thể chống đỡ nổi nhiều kịch độc như vậy ban đầu chân khí không phải của hắn cùng thân thể không hợp nhau không có khả năng dung hòa nhưng chẳng biết tại sao dưới kịch độc tập kích mà xui quỷ khiến tiến vào thân thể cải thiện hòa tính và lực lượng của bắp thịt khiến cho hắn vốn chỉ có thể đạt được thực lực thông huyền cảnh đỉnh phong lại nhanh chóng tăng lên hồng vân đan sư Khương thần đợi gần một canh giờ, lúc này phòng luyện đan mới kết một tiếng mở ra. Hai bóng người đi ra. Đó chính là Mộc Đan Sư và Liễu Hội trưởng. Lúc này sắc mặt cả hai người đều trắng bệch, thân thể giống như kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm y phục, chật vật nói không nên lời. Lẽ nào? Thấy bộ dạng này của bọn họ, tim hai người, thịt thịt, một cái, đồng thời xuất hiện dự cảm chẳng lành, vội vàng nghinh đón. Audio điện tử võ tấn bền chương 591, Mạc Hoàng Nhất rơi xuống hố phân 1. Như thế nào? Hồng Vân Đan Sư đi tới trước mặt không nhịn được lên tiếng hỏi. Thành công! Mộc Dương Phong thoạt nhìn mệt mỏi dã rời, trong mắt lại lộ ra lửa nóng nồng đậm. Đặc biệt là khi nhìn về phía liễu hội trưởng cách đó không xa, đầy sùng bái. Thật sự cùng vị này luyện đan, mới biết được hiểu rõ của hắn đối với luyện đan thâm sâu đến mức tận cùng, tuyệt đối không phải là chỉ bằng vào lý giải đối với dược tính là có thể đạt được tuy rằng nghiêm khắc tiến hành dựa theo trình tự nhưng trên đường vẫn xảy ra vài lần nguy cơ không phải làm sai mà là thực lực của hắn thật sự quá kém ở thiên vũ vương quốc vẫn tính là có thể có lẽ dùng để chế luyện đan dược tứ phẩm cũng có chút không đủ nhìn chế luyện đan dược duy trì đan hỏa khống chế lô nhiệt độ đỉnh đều cần tới chân khí nhiều lần bởi vì chân khí suy kiệt, hắn thiếu chút nữa chết. Nếu không phải mấy năm nay chế luyện không ít đan dược dùng để hồi khí, thời khắc mấu chốt phát huy công dụng, chỉ sợ hắn sớm đã lập tức mệt chết. Mỗi lần chân khí không đủ, xuất hiện tình thế nguy hiểm, đều có vị Liễu hội trưởng này chỉ điểm, sử dụng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiệu quả lại là lớn nhất. Rõ ràng nhìn như sắp không khống chế nổi, lại đều có thể cứng rắn cứu vãn, sáng tạo ra kỳ tích. Thật giống như hắn có thể nhìn ra tình huống thật sự bên trong lò luyện đan, làm thế nào mới có thể tránh được nổ mạnh vậy. Thật không biết tuổi này học tập thế nào, mới có tri thức bác học và thuật luyện đan như vậy. Giống như Hồng Vân đan sư suy đoán, thông qua lần luyện đan này, hắn thực sự học được rất nhiều. Bất kể tri thức hay tâm lý, đều có trưởng thành cực lớn. Có thể dự kiến được, cho dù không cần chỉ điểm, chế luyện ra tam phẩm sơ kỳ, thậm chí đan dược trung kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian thành công. Nhìn thấy được ánh mắt sùng bái của Mộc Đan Sư, Hồng Vân và Khương Thần cũng nhìn về phía liễu hội trưởng cách đó không xa, hoàn toàn ngây người. Không nghĩ tới đối phương thật sự sáng tạo ra kỳ tích, một thành tích khiến người ta chính mắt thấy được, cũng khó có thể tiếp nhận. Hàn âm đan chế luyện thành công, còn lại cũng không có chuyện gì nữa. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút thể lực, Trương Huyền bắt đầu giúp Mộc Tuyết Tình kích hoạt dược lực lưu lại ở bên trong cơ thể nước thuốc trước đó, một đan sư đã sớm làm xong. Người sau cũng điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong nhất, mượn ngân châm, rót chân khí thiên đạo vào trong cơ thể đối phương. Dưới chân khí tinh thuần, dược lực tích tụ ở trong cơ thể một tuyết tình, giống như là bị tia lửa đốt xăng, lập tức bốc cháy lên hừng hực. Lực lượng khổng lồ dọc theo kinh mạch, chạy tới toàn thân. Bùm bùm, thân thể vang lên tiếng động giống như pháo vậy, liên tiếp phát ra tiếng dễ vỡ. Rất nhiều huyệt đạo đều mở ra. Nhìn một hồi, biết có nước thuốc hộ thể, không có nguy hiểm gì, Trương Huyền lập tức từ biệt Mộc Dương Phong, rời khỏi nghiệp đoàn. Hắn tìm một địa phương không có ai, một lần nữa biến trở về dáng vẻ Dương Huyền, lại đi về phía phủ đệ. Trở lại phủ đệ, đã khuya lắm rồi, may là đám người Triệu Nhã chưa ngủ, hắn đưa Hàn Âm đan chế luyện được, bảo nàng mau chóng dùng. Hắn lại đưa qua thành Trường Kiếm Vương thú sư đưa lúc còn ở thú đường ra thanh trường kiếm này so với cái bị hắn bắn gãy cấp bậc cao hơn không ít, cùng triệu nhã thật ra xứng đôi. Xử lý xong những chuyện này, lúc này mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi dã rời, Trương Huyền nằm xuống ngủ thật say. Nói thật, hắn vẫn coi thường độ khó khi chế luyện hàn âm đan. Nếu không có thiên đạo đồ thư quán, biết trong quá trình chế luyện khuyết điểm ở đâu, sợ rằng đã nổ lò từ lâu. Dù vậy, tinh thần khẩn trương cao độ, tiêu hao quá lớn, lúc này mới dẫn đến sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân mềm nhũn. Xem ra sau này vẫn bất làm loại chuyện vượt cấp này quá nhiều. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc tỉnh dậy, mặt trời lên cao. Nghỉ ngơi đầy đủ, Trương Huyền lại cảm thấy tinh lực dư thừa. Hắn hỏi một câu, Triệu Nhã hình như còn đang bế quan tu luyện. Hắn căn dặn Tôn Cường một tiếng, rời khỏi phủ đệ, đi về phía Thiên Vũ học viện. Liên tục hai ngày không nhìn thấy lộ trùng, cũng không biết có cố gắng tu luyện hay không. Hiện tại đúng lúc rảnh rỗi, hắn vừa vặn muốn đi qua nhìn một chút. Lão sư, ngài dã tới. Mới đến được bên ngoài lớp học, mạnh đào lại vội vã tiến lên đón. Thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Mạnh đào này luôn luôn trầm ổn, không có chuyện gì không có khả năng chờ ở bên ngoài. Lão sư, tôn lão sư sáng sớm đã tới tìm ngài, đã đợi hơn một canh giờ. Mạnh đào vội hỏi. Tôn thừa. Trương Huyền sửng sốt không phải là Mạc Hoàng Nhất sao? Lúc này tìm mình làm gì? Hắn đẩy cửa đi vào gian phòng, quả nhiên thấy, Mạc Hoàng Nhất đang ngồi yên tĩnh ở trên ghế bên cạnh phòng học, yên tĩnh uống trà. Người rốt cuộc đã tới, lại có thể khiến cho ta đợi lâu. Thấy hắn đi vào cửa phòng, Mạc Hoàng Nhất cười gượng. Người này thật sự khiến cho người không còn cách nào khác. Vì thông qua sát hạch danh sư nhị tinh, hắn gần như mỗi ngày đều ở phòng học, không dám ra ngoài một ngày ít nhất lên lớp 4, 5 canh giờ, cố gắng cùng học sinh bồi dưỡng độ tín nhiệm. Người này thì hay rồi, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, một ngày dậy không được nửa canh giờ. Kết quả, học sinh của hắn đối với hắn lại khăng khăng một mực, hoàn toàn bội phục. Thậm chí vì danh dự của hắn, không tiếc cùng học sinh của trương sư tranh đấu. Thực sự là người so với người khiến người ta tức chết. Khiến người ta không phục không được. Tiến vào trong nói đi bên ngoài đều là học sinh, không có tiện nhiều lời. Trương Huyền đánh tiếng, sau đó cùng Mạc Hoàng Nhất đi vào phòng nhỏ. Tới tìm người có hai chuyện. Hàn Huyên vài câu, Mạc Hoàng Nhất mở miệng. Đầu tiên, viện trưởng bảo ta qua làm thuyết khách, để cho ngươi hẹn thời gian cùng Trương sư gặp mặt một lần, cùng nhau ngồi uống chút trà, ăn cơm, để tránh bởi vì chuyện học sinh tranh đấu gây ra mâu thuẫn. Chương 592, Mạc Hoàng Nhất rơi xuống hố phân khai cùng trương sư gặp mặt. Trương Huyền trước mắt, giờ khóc giờ cười. Khẳng định không thể đáp ứng. Bảo mình cùng mình hẹn gặp mặt, vẫn uống trà ăn cơm. Ăn thế nào? Nếu thật sự đáp ứng, khẳng định lập tức bị lộ ra manh mối. Ai bảo ngươi phách lối như vậy? Thấy người này phá tan nhiều kỷ lục mình ghi lại, cuối cùng chịu thiệt, mạc hoàng nhất nở nụ cười. Ngươi nói người ngụy trang lão sư bình thường thì làm lão sư bình thường, thoáng một cái làm một hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, học sinh ngươi dạy còn không ngừng muốn cùng học sinh của Trương sư so đấu. Phách lối như vậy, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Hiện tại loại cục diện đâm lao phải theo lao này, cũng là do ngươi tự tìm. Được, không nói cái này, ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, chỉ có điều, nhìn thái độ của viện trưởng, ta khuyên bảo vô dụng. Hắn nhất định sẽ tự mình qua. Đến lúc đó, cho dù muốn từ chối cũng không quá thuận tiện. Mạc Hoàng Nhất cũng lắc đầu, không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, nói: "Còn nói chuyện thứ hai, trải qua mấy ngày qua, ta cảm thấy độ tín nhiệm của học sinh cũng gần đủ 40, muốn quay về danh sư đường kiểm tra đo lường, mau chóng thông qua sát hạch. Ta thấy học sinh của ngươi, đối với ngươi cũng rất tín nhiệm, khẳng định từ lâu đã quá 40. Không bằng cùng nhau đi, một khi thông qua" Người ngoài biết liếu lão sư chính là Trương sư, có thể thoát khỏi thân phận này, tránh cho xấu hổ. Cũng có thể khiến cho học sinh của ngươi không tự giết lẫn nhau. Ừ, có chút do dự, Trương Huyền gật đầu. Trước đây danh sư Đường cho điều kiện của bọn họ là trong vòng 10 ngày sử dụng thân phận ngụy trang thu được học sinh có độ tín nhiệm đã ngoài 40. Thời gian này chỉ là một phạm vi, nếu như đạt tới trước, tự nhiên có thể trở về danh sư Đường thông qua cửa ải cuối cùng chỉ có điều, một khi kiểm tra đo lường, học sinh khẳng định cũng biết thân phận thực sự, lại không có cách nào tiếp tục ngụy trang. Luyện đan sư nhị tinh sát hạch chẳng khác nào không thành công. Trải qua mấy ngày qua chỉ điểm, trước không nói một tuyết tình, lộ trùng, cho dù đám người mạnh đào, cũng gần như đối với hắn nói gì nghe nấy. Loại mức độ tín nhiệm này, cho dù không đạt được 40, cũng không kém bao xa, đủ để hoàn thành sát hạch. Thấy hắn đáp ứng, Mạc Hoàng nhất mỉm cười. Vậy nói rõ, buổi sáng ngày mai cùng đi danh sư đường. Được, Trương Huyền lên tiếng. Chuyện lại nói tiếp cũng không phức tạp, thương nghị xong, Mạc Hoàng Nhất không tiếp tục dừng lại, xoay người rời khỏi đó, tiếp tục đi dạy học, làm một trận đánh cuối cùng. Một lần nữa trở lại lớp học, chỉ điểm cho đám người mạnh đào tu luyện một hồi, Trương Huyền lúc này mới hỏi. Lộ Trùng đâu, thế nào ngày hôm nay không qua đi học? Chắc hẳn là đang tu luyện, vậy để ta tìm hắn qua. Mạnh đào lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lộ trùng là học sinh của học viện, tất nhiên ở tại ký túc xá của học sinh. Biết tìm đối phương tới, cần phải mất một khoảng thời gian, Trương Huyền cũng không nóng nảy, ngồi xuống, để cho mọi người dựa theo chỉ điểm của hắn tu luyện. Hắn rót một chén nước, nâng chén trà lên. Vừa nâng chén trà lên, đang muốn uống nước, môi và cái chén vừa tiếp xúc, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại một cái. Bột địa can hắn tuy rằng không sát hạch qua độc sư nhưng đã học xong sách ở độc viện đã nắm giữ năng lực của độc sư nhị tinh đỉnh phong lúc này còn chưa có chạm tới nước trà lại phát hiện bên trong ẩn chứa kịch độc bột đìa can là một loại độc dược nhị phẩm đỉnh cấp đối với cường giả tông sư đỉnh phong cũng có hiệu quả mặc dù không đến mức chết lại có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn thể lực hoàn toàn không có thượng thổ hạ tả khổ không thể tả ai sẽ hạ độc ở trong chén trà của hắn để làm cái gì? Hắn nhướng mày, đang muốn hỏi thăm ai động tới bộ trà của hắn, lại thấy Mạnh Đào mới đi ra, vội vã chạy tới, vẻ mặt cổ quái và bối rối. "Liễu lão sư, không xong." "Thế nào, lẽ nào lộ trùng đã xảy ra chuyện?" Nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, lông mày Trương Huyền nâng lên. "Để cho hắn đi tìm lộ trùng, hiện tại lại trở về với bộ dáng này. Chẳng lẽ gia hỏa kia không dựa theo phương pháp hắn dạy để tu luyện?" không nghiêm túc tu luyện, dẫn đến xảy ra vấn đề. Nếu thật sự ở trong lúc ngụy trang dạy dỗ học sinh xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma hoặc dạy chết. Đừng nói là luyện đan sư nhị tinh không có cách nào sát hạch, sợ rằng đời này cũng sẽ vô duyên cùng danh sư. Nếu như trước đây, nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, sát hạch hay không sát hạch danh sư, đối với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ trước 30 tuổi, không đạt được danh sư cửu tinh, thai độc tiên thiên sẽ phát sinh không sát hạch danh sư khẳng định không được cho dù có những biện pháp khác cũng phải tìm đến mới được không tìm được chẳng khác nào vô dụng hiện nay đáng tin nhất vẫn là cái này đối với những người khác mục tiêu này thật sự quá khó khăn có thể quyết định là không có khả năng nhưng với hắn mà nói chỉ cần cố gắng tu luyện mau chóng tìm kiếm bí tịch công pháp tương ứng thật ra có cơ hội thành công rất lớn không phải chứ trong cơ thể hắn có chân khí thiên đạo của ta bảo vệ tâm mạch lại chịu đựng qua một cửa khó khăn nhất không có khả năng gặp chuyện không may đi trước khi đi hắn đã đặc biệt nhìn qua trong cơ thể lộ trùng có một dòng chân khí của hắn ngay cả cửa ải đầu tiên khó nhát cũng sống qua cơ bản tính mạng không đáng lo làm sao có thể xảy ra vấn đề không phải lộ trùng mạnh đào lắc đầu lập tức trên mặt lộ ra vẻ cổ quái là tôn thừa lão sư hắn 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 thế nào? Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt mạnh đào xấu hổ. Hắn, hắn rơi vào hố phân. chương 593, hai loại phương pháp một. Trong sân trường, gió thu thổi, lá cây phát ra những tiếng xào sạc. Không thể không nói, tôn lão sư dạy thật sự không tệ. Vừa đi về phía trước, triệu vũ tinh vừa xúc động. Tôn thừa lão sư và liễu trình lão sư cùng nhau bị tuyển chọn qua, tuy rằng ánh sáng đều bị người trước che lấp, Bản lĩnh lại là sự thật. Ngày hôm qua hắn và Lưu Trường Nham nghe một tiết dạy, cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đúng vậy, quả thật rất tốt, ta cảm thấy so với đám người Hồ lão sư nói còn tốt hơn. Lưu Trường Nham gật đầu. Thật ra bọn họ muốn nhất nghe là Liễu lão sư dạy. Chỉ có điều vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi, tìm nhiều lần cũng không thấy người. Sau đó lại nghe được nghe đồn, Tôn lão sư dạy cũng không tệ lúc này bọn họ mới đi nghe ngóng một hồi nhất thời kinh sợ vị tôn lão sư này thoạt nhìn không có gì đáng chú ý nhưng hiểu biết và lĩnh ngộ đối với tu luyện lại đạt tới trình độ khiến người ta khó có thể tin nổi cho dù giáo sư sao kim lợi hại nhất thiên vũ học viện so sánh cùng hắn cũng kém một mảng lớn liễu lão sư tôn lão sư đều có người có bản lĩnh lớn nhưng vì sao trước đó học viện không tuyển chọn không có danh tiếng gì trong lòng bọn họ xúc động đồng thời cũng đầy nghi ngờ. Là vàng sẽ phát sáng, dựa theo đạo lý, hai vị lão sư này ưu tú như vậy, cũng không thể bị mai một, đã sớm danh chấn một phương. Thế nào đến bây giờ mới bị người ta biết đến? Ta cũng không biết, chỉ có điều, học viện nếu như tuyển bọn họ làm lão sư, nhất định là điều tra kỹ càng tỉ mỉ lai lịch, sẽ không có vấn đề gì. Lưu Trường Nham lắc đầu. Thật ra không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần giảng bài tốt, chúng ta bình thường đi nghe giảng bài là được tu vi tăng mới là vương đạo thiên vũ học viện có thể đẩy cửa tiến vào nghe giảng bài thiên tài cao cấp nhất như bọn họ lớp học bình thường đã rất khó có hiệu quả kỳ có loại nghe nhiều học thêm này mới có thể càng tăng thêm sự dẫn dắt điều này thật ra cũng đúng nói thật hiện tại ngoại trừ trương sư liễu lão sư ta lại có thêm một thần tượng đó chính là tôn lão sư triệu vô tinh mỉm cười đúng vậy có thể giảng giải tu luyện vào sâu gia cạn như vậy khiến người ta nghe một lần lại hiểu ra quả thật lợi hại lưu trường nham cũng gật đầu hắn đang muốn nói chuyện đột nhiên sửng sốt một cái Người xem đó không phải là tôn lão sư sao thuận ngón tay của hắn nhìn lại quả nhiên thấy một người thanh niên thân thể lảo đảo đã đi tới thoạt nhìn ủ rũ không có một chút lực lượng không phải là vị tôn thừa lão sư lợi hại kia sao hắn làm sao vậy đi qua nhìn một chút hôm qua mới nhìn thấy đối phương, khí lực 10 phần, sôi nổi cường tráng, thế nào ngày hôm nay lại là bộ dạng này? Chẳng lẽ, đang tu luyện võ kỹ lợi hại nào đó sao? Trong lòng thoáng động, nghĩ đến một loại khả năng, triệu hai mắt vô tinh tỏa ra ánh sáng. Theo lời đồn đại, thiên vũ vương quốc có loại võ kỹ lợi hại, có thể thi triển khi uống say, thoạt nhìn lào đảo, giống như hán tử say, trên thực tế lại có lực công kích lớn lao. Vị tôn lão sư này, ngày hôm qua thời gian giảng giải công pháp võ kỹ tự mở ra một con đường cao thâm khó dò lúc này hắn lại có bộ dạng này khiến cho hai người không kìm lòng được nghĩ tới một điểm này vô cùng có khả năng lưu trường nham đầu tiên là sửng sốt sau cũng gật đầu thần sắc ngưng trọng xúc động thật là bộ pháp cao thâm thoạt nhìn tất cả đều là sơ hở nhưng có thể là có chút có ý tứ một ít lão sư thiên tài của học viện hành vi đều rất quái dị Ngày hôm qua vị lão sư này khiến cho bọn họ chấn động thật sự quá lớn, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Nhìn thấy được hắn đi lại dã rời, bọn họ cũng không nghĩ tới có phải xảy ra vấn đề gì, mà là đang tu luyện võ kỹ lợi hại nào đó. Người xem bước này, nhìn như hướng đông, thực tế lại là hướng tây, chắc là sử dụng phương pháp dương đông kích tây. Bước này cũng rất lợi hại, đầu gối mềm nhũn nhìn như thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lại có thể đơn giản tránh né công kích của kẻ địch thực sự là chiêu số hay, quay đầu lại ta cũng thử xem. Hai người đang xúc động tán thưởng, đột nhiên đồng thời sửng sốt. Ta ngất, tôn lão sư rơi xuống hố phân, nhanh cứu người. Chỉ thấy tôn lão sư vừa được bọn họ vừa khen thành một đóa hoa, nằm dạp trên mặt đất, thân thể nghiêng một cái, một đầu rơi vào trong hố phân cách đó không xa. Học viện có nhà vệ sinh công công, tất nhiên cũng có con đường xử lý vật bẩn thối. Những con đường đều ở một bên của Việt, khoảng cách đường đi rất xa. Vị tôn lão sư này giống như uống say, thân thể lảo đảo, không biết thế nào lại đi đến phía trước. Hai người vốn tưởng rằng hắn tu luyện võ kỹ nào đó, dù thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nghiêng đầu lại rơi xuống. Vội vàng đi tới phía trước, cố chịu đựng mùi thối, kéo hắn lên, triệu vô tinh, lưu trường nham đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy trên mặt giống như lửa đốt. Vừa rồi lầm bẩm nói, vị tôn lão sư này khẳng định đang tu luyện võ kỹ gì đó. Kết quả hắn lại rơi hố ao. Trời ạ, à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một lão sư rất lợi hại hiểu rõ đối với võ kỹ, công pháp nhiều như vậy, bước đi liền đi tới hố phân. Cho dù tận mắt nhìn thấy được, hai người vẫn cảm giác vỡ mộng, hoàn toàn không hiểu nổi lý do. Tôn lão sư, ngài có phải, có gì đó luẩn quẩn trong lòng hay không? Ba chân bốn cẳng cầm tới mấy thùng nước sạch rội lên trên người hắn, triệu vũ tinh không nhịn được hỏi. Phụt không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe được Mạc Hoàng Nhất sắc mặt nhất thời trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Em gái ngươi, cho dù luẩn quẩn trong lòng, đã thấy nhảy sông, nhảy lầu, nhảy sông tự vận. Con mẹ nó ngươi đã nhìn thấy, người nào nhảy hố phân sao? Muốn chết cũng không đến mức làm cho mình đê tiện tới như vậy. Ta là chúng độc có được hay không? Loại chất độc này có thể tê liệt tinh thần con người, khiến cho thân thể không chịu sự khống chế của bản thân nếu không người nghĩ rằng ta có thể rơi vào sao may là hiện tại hắn sử dụng chính là thân phận ngụy trang nếu không sợ rằng sáng mai tin tức thiên tài mạc hoàng nhất rơi vào hố phân sẽ truyền khắp vương quốc bảo hắn sau này làm sao còn có thể gặp người sáng sớm ta đã ở trong phòng học của trương huyền uống qua nước cũng không làm gì khác cả trong lòng phiền muộn nhưng hắn cũng không hối hận mà là cân nhắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Sáng sớm tỉnh ngủ lại tới lớp học của Trương Huyền, chỉ ở chỗ này uống qua nước. Chẳng lẽ trong nước có độc? Chương 594, hai loại phương pháp hai. Nhìn như vậy, thật ra vô cùng có khả năng. Hắn đi tới lớp học của đối phương, thậm chí uống nước cũng là ngẫu nhiên, không phải tất nhiên. Nói cách khác, đối phương thật sự muốn hại mình, không có khả năng chuẩn bị một nhân tố không xác định. Vô cùng có khả năng đối phương muốn ngầm hãm hại chính là Trương huyền danh sư, rốt cuộc là ai, lá gan lớn như vậy, dám ra tay đối với một vị danh sư. Không đúng, đêm qua, trong đầu lóe lên linh quang, đột nhiên hắn nhớ lại ba bóng người gặp được trong đêm qua. Trước đó, hắn cảm thấy bọn họ có thể là học sinh, liễu trình, mới thu nhận, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm nay ở phòng học hắn đợi hơn một canh giờ, cũng chưa gặp qua. Không phải học sinh của hắn, nhưng buổi tối lại xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ là học sinh của Trương Huyền. Cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của một người trong đó, linh quang lóe lên, hắn nghĩ ra. Trương Huyền sát hạch danh sư nhất tinh, dẫn theo mấy học sinh qua. Cũng chính là độ tín nhiệm của mấy học sinh này đạt tới 85, phá tan kỷ lục của mình. Lúc đó mình đầy chấn động kinh ngạc, từng liếc mắt nhìn qua mấy người này, nhớ không phải đặc biệt chuẩn xác. Bởi vậy lần thứ hai nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy quen mặt, cũng không nghĩ tới. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng đối chiếu tìm ra được. Học sinh của Trương Huyền gài bẫy cho, liễu trình kết quả. Mình nằm cũng bị thương. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Ta trêu ai gẹo ai? Người nói hai nữ học sinh của người huyền náo tới long trời lở đất, cả thành chấn động kinh ngạc thì thôi. Mấy học sinh còn lại, tự nhiên lặng lẽ chạy tới hãm hại ngươi. Hám hại thì hãm hại ta chính là một người đánh nước tương liên quan gì tới ta mạc hoàng nhất chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu nước mắt ào ào chảy ra hắn ngang dọc thiên vũ vương quốc năm tuổi bắt đầu đã là thiên tài siêu cấp danh chấn thiên hạ đã khi nào gặp qua loại nỗi khổ này tôn tôn lão sư rơi vào hố phân nghe được mạnh đào nói trương huyền thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt đây chính là mạc hoàng nhất cường giả tông sư đỉnh phong một trong 10 cường giả siêu cấp đứng đầu toàn bộ thiên vũ vương quốc, thần tượng được vô số thiếu nữ sùng bái. Tự nhiên rơi vào hố phân. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đúng, ta mới đi ra, vừa lúc gặp phải hai người triệu vô tinh, lưu trường nham cứu hắn ra. Lão sư, ngài nhanh đi qua xem một chút. Mạnh đào vội nói. Trương huyền gật đầu, vội vàng đi ra khỏi phòng học, đi về phía trước chưa đầy 200 thước, quả nhiên thấy tôn lão sư nằm trên mặt đất, Toàn thân cứng đờ, vẻ mặt suy sụp nhìn qua. Liễu lão sư, tôn lão sư có khả năng luẩn quẩn trong lòng. Ngài nhanh đi khuyên hắn một chút. Thấy hắn đi tới, triệu vô tinh, lưu trường nham vội vàng đứng lên, liền ôm quyền. Luẩn quẩn trong lòng. Trương huyền đầy cổ quái. Sau khi ngụy trang thân phận, người này trong 4, năm ngày ngắn ngủi khiến độ tín nhiệm của học sinh đạt được 40, đang hăng hái dự định một lần hành động sát hạch danh sư nhị tinh thành công làm sao có thể luẩn quẩn trong lòng đừng có gấp ta xem một chút hắn lên tiếng đi tới trước mặt đối phương lúc này sắc mặt tôn lão sư trở nên trắng bệch toàn thân tản ra mùi hôi môi run rẩy muốn nói cái gì đó hình như cũng nói không nên lời đây là chúng độc liếc mắt thoáng nhìn cho dù không cần đồ thư quán trương huyền cũng biết chuyện gì xảy ra nhất định là chúng độc hơn nữa Bệnh trạng có chút cùng lợi với phấn địa can trong chén trà của hắn. Người uống nước trong chén. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được. Vừa phát hiện nước trà trong phòng học có độc, mà Hoàng nhất lại là bộ dáng này, không cần suy nghĩ, nhất định là uống nước đưa đến. Nghĩ thông suốt những điểm này, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Phấn địa can, độc dược nhị phẩm đỉnh phong, không chỉ có thể khiến cho người ta thượng thổ hạ tả, suy yếu không có lực, quan trọng nhất là có thể tê liệt tinh thần khiến cho cơ bắp và tinh thần không có cách nào phối hợp. Người này hoàn toàn không có đề phòng, lại trúng chiêu. Cũng khó trách đi tới một hồi lại rơi vào hố phân. Kịch độc của độc sư, không sắc không vị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tông sư đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi. Chính vì vậy, độc sư mới có thể đáng sợ như vậy, khiến cho vô số người kinh hồn bạt vía, không muốn tiếp xúc. Mấu chốt nhất chính là đây là bị bỏ bao nhiêu thuốc sợ rằng một lọ cũng có ô ô thấy trương huyền trước mắt nhìn ra hắn là bị trúng độc đồng thời suy đoán ra nguyên nhân mạc hoàng nhất muốn gật đầu lại hoàn toàn không có chút khí lực không thể làm gì khác hơn là ô ô lên tiếng ừ nếu trúng độc vậy nghĩ biện pháp giải quyết ta biết một loại phương pháp giải quyết cần phải điều chế không ít dược liệu ít nhất phải tốn thời gian một hai ngày còn có một loại biện pháp khác nhanh chóng giải quyết không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay lại có thể giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi, chọn loại nào? Trương Huyền nhìn qua. Mạc Hoàng Nhất giấy rụa vươn hai ngón tay. Loại thứ hai sao, tốt lắm. Gật đầu, Trương Huyền vươn bàn tay ra. Bốp, một cái tát đánh tới. Mạc Hoàng Nhất trợn tròn mắt, ở trong ánh mắt khó có thể tin được, hôn mê bất tỉnh. Trương 595, Khổng Sư Thu Đồ Đệ, Môn Sinh của Thánh Nhân một trước khi hôn mê, trong lòng hắn u oán vô hạn. Ta có lòng tốt tìm ngươi, trước bị học sinh của ngươi hạ độc, lại bị ngươi một cái tát đánh cho hôn mê. Đến cùng ta trêu ai gẹo ai. Liễu lão sư, đám người triệu vô tình cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Không để ý tới mọi người đang giật mình, Trương Huyền lấy ra ngân châm, chân khí điên cuồng phun ra, đâm tới mấy chỗ huyệt vị của đối phương. Loại chất độc phấn địa càn này, hắn xem qua sách liên quan, biết chứng bệnh và phương pháp cứu trị. Dựa theo tình huống bình thường, cần phải điều chế giải dược, các loại phiền phức. Nhưng sử dụng ngân châm và chân khí thiên đạo sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ có điều chân khí của hắn tinh thuần đến cực điểm, không thể để cho người bên ngoài biết được. Mạc Hoàng nhất thân là thiên tài, thực lực lại tương đương với hắn. Cùng với đến lúc đó không có cách nào giải thích, còn không bằng đánh ngất xỉu trước lại nói sau. Chỉ chốc lát mười mấy cây ngân châm lại cắm vào chỗ khí độc tập trung tối đa ở trên người mạc hoàng nhất. Dưới chân khí thiên đạo khơi thông, độc tố bị ngân châm hấp thu, dần dần biến thành màu đen. Gương mặt hắn thoáng lộ ra một chút tái nhợt, cũng được giảm bớt, chậm rãi trở nên hồng nhuận. Lợi hại Đám người triệu vô tinh nhìn nhau, từng người chấn động kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nghe nói về vị liễu lão sư này, liên tục giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, y thuật cao minh như thế nào. Nay tận mắt nhìn thấy được, bọn họ mới biết thật đáng sợ. Chỉ đâm mấy châm, khiến suy yếu tôn lão sư khôi phục. Trần đoán bệnh cũng không cần, những lão sư truyền thụ y thuật trong học viện vừa so sánh với hắn, quả thực cặn bã đến mức không thể lại cặn bã hơn. Hai người các người đưa tôn lão sư trở về, chắc hẳn qua một lúc lâu sau hắn sẽ tỉnh lại. Tháo hết châm, Xác nhận độc tố trong cơ thể đối phương toàn bộ được giải, Trương Huyền lúc này mới khoát tay áo. Độc dược nhị phẩm đỉnh phong, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù giải quyết, cũng cần có thời gian giảm sóc nhất định có khả năng khôi phục. Đương nhiên, nếu như hắn rót vào nhiều chân khí thiên đạo một chút, chắc hẳn rất nhanh có thể tỉnh táo. Chỉ có điều, như vậy đồng thời hắn cũng sẽ gặp phiền phức, không có cách nào giải thích. Vâng. Triệu Vô Tinh hai người một trái một phải, đỡ tôn lão sư đi về phía phòng học của hắn. Có người muốn hạ độc cho ta, mà Hoàng Nhất chỉ là vừa vận gặp phải, xui xẻo uống nước có chứa phấn độc. Chỉ là, rốt cuộc có ai muốn giết ta? Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền hoàn toàn không nghĩ ra được. Thân phận của hắn bây giờ là, liễu trình, không thế nào đắc tội với người. Sẽ có người nào, tốn công phu lớn như vậy, làm ra phấn độc chân quý như vậy, muốn độc chết mình chẳng lẽ là người của nghiệp đoàn y sư? Mình thành hội trưởng, có chút không phục. Lắc đầu, y sư cứu sống, lòng mang nhân từ, có thể trở thành y sư chính thức, cho dù tâm thuật bất chính, cũng không đến mức sử dụng loại thủ đoạn thối nát này. Trước đó không nói phấn địa cả này không có cách nào lấy mạng người. Quan trọng hơn chính là, cho dù giết chết mình, cũng rất dễ dàng bị Tổng hội truy tìm điều tra, được một mất mười. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng nghĩ không ra được, rốt cuộc có người nào muốn giết chết hắn. Xoa xoa mi tâm, hắn không giàu dĩ nữa. Đi tới chỗ lộ trùng xem thử. Mạnh đào đi phía trước dẫn đường. Thời gian không lâu lắm, bọn họ đi tới ký túc xá của học sinh. Lộ trùng cũng không ở cùng với những học sinh khác, mà là ở trong một phòng nhỏ bên cạnh ký túc xá, nơi chỉ dùng để tới chứa cây lau nhà, tạp vật. Ký túc xá của Thiên Vũ Học Viện, cơ bản đều là do bốn học sinh ở một phòng. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi đây, chỉ vì sợ mình nói mớ, tiết lộ cơ mật. Gian phòng chứa đồ tuy nhỏ, bẩn loạn, cũng chỉ có một mình có thể bảo vệ cho bí mật trong lòng. Lộ Trùng, Lộ Trùng, ngày hôm nay thế nào không đi học? Lão sư tới thăm ngươi. Đi tới trước cửa, mạnh đào đập vài cái. Không thấy có lời đáp lại, tim Trương Huyền chợt đập thịch thịch một cái. Người này thật sự không sẽ phải không chịu nổi kịch độc, đã chết rồi chứ? Không do dự Hắn một bước đá văng cánh cửa, đi vào. Gian phòng nhỏ hẹp, đổ đầy loại vật linh tinh, chỉ có điều được sửa sang lại rất sạch sẽ. Chỗ góc khuất nhất, trên một chiếc giường nhỏ chỉ có thể khiến cho một người nghỉ ngơi trống trải. Không có ai. Nơi này rất nhỏ, rất nhanh lại nhìn hết một vòng, vẫn chưa phát hiện ra bóng người. Nói cách khác, Lộ Trùng cũng không ở đây. "Lão sư." Mạnh Đào tinh mắt nhìn thấy gì, cầm lấy đưa tới. Là một lá thư. Trên viết: "Liễu lão sư thân khải." Xem ra, biết Trương Huyền sẽ tìm tới, hắn chuẩn bị từ lâu. Trương Huyền tiện tay xé mở lá thư. Chỉ có một hàng chữ, đơn giản rõ ràng. "Liễu lão sư, thứ lỗi cho học sinh bất hiếu, thù của cha mẹ không thể không báo, không cần nhớ tới." Hắn đi báo thù sao? Lông mày hắn nhíu lại một cái. Sớm biết rằng Lộ Trùng có thù lớn đốt thân, không một ngày nào không muốn đi báo thù nhưng vừa mới luyện thành độc thể đã tiến tới, cũng có chút quá sốt ruột. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút hắn cũng lại bừng tỉnh. Thù của cha mẹ, không đội trời chung, nhẫn nhịn hơn hai năm, lúc này thực lực tiến bước lớn, khẳng định lại cũng không nhẫn nại được nữa. Không biết kẻ thù của hắn là ai? Lộ trùng rất sợ liên lụy tới vị lão sư này, vẫn chưa nói ra kẻ thù là ai. Hiện tại hắn chạy đi báo thù, cho dù muốn tìm, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được hai ngày nay ngươi lưu tâm quan sát thiên vũ vương thành có người nào bị giết hoặc xuất hiện náo động gì lập tức báo cho ta biết trương huyền phân phó một đám học sinh này phía sau đều có thân thế rất hiển hách để cho một mình hắn đi hỏi thăm mệt chết cũng không tìm được tin tức gì phân phó xuống chắc hẳn là có thể rất nhanh biết được lộ trùng nếu giả vờ câm điếc không dám nói lời nào nói rõ kẻ thù khẳng định lại ở vương thành hơn nữa địa vị không thấp một khi có việc, tất nhiên sẽ gây ra chấn động. Đến lúc đó hắn tự nhiên lại có thể tìm tới. Lỗ máng, chương 596, khổng sư thu đồ đệ, môn sinh của thánh nhân 2. Trương Huyền lắc đầu, ban đầu còn nghĩ, chờ hắn độc thể tu luyện xong, truyền thụ một bộ võ kỹ. Như vậy chỉ ít có thể khiến cho khả năng báo thù tăng lớn hơn một chút. Ai biết vừa tu luyện xong liền đi, cũng không nói một tiếng. Thoạt nhìn tính tình trầm ổn, làm việc, vẫn lỗ máng như thế. Thật ra, Trương Huyền cũng biết, sở dĩ chưa nói đã đi là không muốn liên lụy tới mình. Nếu như mình biết, nhất định sẽ tiến hành can thiệp. Một khi gặp phải nguy hiểm, vô cùng có khả năng ra tay giúp đỡ. Như vậy, chẳng khác nào hắn cũng rơi vào trong vũng bùn. Vì đề phòng ân sư giảng dạy bị liên lụy vì hắn, hắn mới viết lá thư xoay người rời đi, khiến cho ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nghĩ lại thật nhiều trở về phòng học trước đã thở dài một tiếng trương huyền đi về phía phòng học tuy rằng cảm thấy người này có chút lỗ máng thật ra phần nhiều hơn chính là cảm động sư sinh sư sinh sư như thế nào sinh như thế nào vừa đi về phía trước hắn vừa suy nghĩ tìm hiểu một ý nghĩ xông ra sống lại tới nay hắn cũng là vì mục đích thu học sinh cũng vì các loại mục đích truyền thụ tri thức tuy rằng cũng là thật lòng thật ý truyền thụ tri thức cũng suy nghĩ sâu xa, không có một tia giả tạo. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối, chưa từng hoàn toàn mang vào nghề nghiệp lão sư này. Thật giống như một ít phụ mẫu trẻ tuổi, tuy rằng sinh ra hài tử, cũng vô cùng chiếu cố, vô tư kính dân, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại không có khái niệm của người làm cha, làm mẹ. tiếp trước Trương Huyền chỉ là nhân viên quản lý đồ thư quán của trường cao đẳng, không phải là lão sư thật sự. tiếp này cho dù thu không ít học sinh, thứ nhất, thời gian ngắn ngủi, thứ hai, sự tình phong phú, không rảnh chú ý tới nhiều. Lúc này xúc động trước hành động của lộ trùng, bất chi bất giác, hắn dẫn động tâm cảnh. Truyền thụ tri thức lại là sư, thu được học thức lại là sinh. Không đúng, sư không nên đơn giản như vậy, sinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Từng cảnh tượng khi trung đụng với đám người triệu nhã, mộc tuyết tình, lộ trùng chảy xuôi ở trong đầu, tâm cảnh của Trương Huyền càng lúc càng trống trải càng lúc càng rõ ràng. Là một loại ăn ý, một loại trách nhiệm, một loại ỷ lại, một loại... Âm âm. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền chỉ cảm thấy ánh mắt liền sáng ngời, dường như gông cùng xiềng xích gì đó bị đánh nát, rộng mở rõ ràng. Ngay sau đó một lực lượng cuồn cuộn, giống như đường vân, từ trên trời hạ xuống, tiến vào trong đầu, khiến cho tâm cảnh của hắn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng thuần hậu. Bảo mọi người không nên quấy dày, ta phải bế quan cảm nhận được trên phương diện tâm cảnh biến hóa, Trương Huyền cũng không nhẫn nại được nữa, căn dặn mạnh đào một tiếng, thân thể thoáng một cái, tiến vào phòng học nhỏ, ngồi xuống. Danh sư đường Phụ thân, ta nói là sự thật, liễu trình lão sư kia thật sự chỉ điểm cho mộc đan sư chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Khương thần nhìn về phía phụ thân cách đó không xa. Cảnh tượng ngày hôm qua nhìn thấy được khiến hắn thật sự quá chấn động kinh ngạc, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại được sáng sớm dậy hắn lại tìm đọc không ít sách lúc này hắn mới hiểu được chỉ điểm luyện đan sư nhị tinh chế luyện đan dược tứ phẩm là khó khăn tới mức nào tuyệt đối không phải chỉ tinh thông dược lý là có thể hoàn thành nói cách khác vị liễu lão sư này tuyệt đối tinh thông luyện đan thậm chí còn là cao thủ cực kỳ lợi hại ừ ta tin tưởng khương đường chủ gật đầu hắn sớm biết vị sư huynh này của mình có thuật luyện đan hơn người nhưng phát sinh loại hành động này vẫn khiến hắn bất ngờ phụ thân, phụ thân lại nói cho ta biết, vị liếu lão sư này và trương sư bá có phải có liên hệ gì hay không? Thấy phụ thân cũng không lộ ra biểu tình bất ngờ, Khương thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bắt đầu từ hôm qua, hắn đã nghi ngờ. Trương sư tinh thông luyện đan, liễu lão sư cũng tinh thông. Trương sư ra đi thí luyện biến mất, liễu lão sư lại xông ra. Hai thiên tài cấp lợi hại như vậy, tự nhiên không có bất kỳ tiếp xúc nào. Khiến cho hắn không thể không suy nghĩ, thấy con trai có lòng nghi ngờ khương đường chủ đang muốn nói chuyện đột nhiên đứng ở tại chỗ biến sắc cái gì không chỉ là hắn khương thần cũng sửng sốt một cái là phong sư điện thân thể khương đường chủ thoáng lắc một cái lao vào thẳng ra ngoài khương thư theo sát phía sau vừa rời khỏi viện nhất thời hắn phát hiện tất cả danh sư trong toàn bộ danh sư đường đều bị kinh động vội vàng vào tới phía trước phong sư điện địa phương sau khi sát hạch danh sư, trao tặng huy hiệu danh sư, sắc phong danh sư. Bình thường sát hạch danh sư thành công, đều cần phải ở chỗ này xin huy hiệu, bái tế bức tượng khổng sư, thu được danh sư đường tán thành, tương tự với một ít gia tộc nhận tổ quy tông, tế tổ. Về phần hội vấn đáp, tương đương với tuyên bố thân phận, khiến cho tất cả mọi người thừa nhận là sau khi bái tế ở chỗ này. Cho nên, Trương Huyền vẫn chưa tới nơi đây. Vù 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 rất nhiều danh sư đồng thời đi tới phong sư điện ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước mắt bài vị do vô số tiền bối lưu lại không ngừng lắc lư giống như động đất phù 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 bài vị liên tiếp lắc lư vạn bài chấn động đây là môi khương đường chủ run rẩy không chỉ có như vậy đường chủ ngài xem một danh sư chỉ về phía trước khương đường chủ và những người khác nghe nói như thế đồng thời nhìn lại chỉ thấy bức tượng khổng sư cao lớn ở chính giữa gian phòng, cũng thoáng chấn động, không ngừng lắc lư. Đây là khổng sư thu đồ đệ, môn sinh của thánh nhân. Một tiếng thét kinh hãi. chương 597, không muốn làm học sinh của người. Một, muốn trở thành danh sư, cần phải tiến hành các loại sát hạch. Sau khi thông qua, mới có thể thu được danh sư đường tán thành, nhận được huy hiệu, được người tôn kính. Đây là trình tự bình thường nhất. Chỉ có điều, cũng có vài thiên tài siêu cấp, vừa sinh ra lại có năng lực vô số danh sư cũng không có, khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Bọn họ có năng lực rất cao, không có khả năng làm từng bước sát hạch, tất nhiên cũng lại không có cách nào xác định đẳng cấp. Thật giống như Khổng Sư sáng lập danh sư đường, danh sư đường đều là hắn sáng lập. Cấp bậc của hắn, ai có tư cách so sánh? Người như thế, cảm mộ tự nhiên, sẽ thu được thiên địa tán thành, tự động giao cho thân phận danh sư cũng chính là cái người ta nói tới. Trời nhận danh sư là thiên địa tán thành, cho dù không cần trải qua sát hạch cũng sẽ tự động thành tựu danh sư, được người tán thành. Thậm chí, địa vị càng cao hơn. Dù sao, ông trời cũng tán thành ai còn dám phủ nhận. Loại thiên tài này chỉ có ở trong truyền thuyết, chỉ nghe nói năm đó Khổng Sư từng đạt được, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, trong nghiệp đoàn của bọn họ sẽ có người thành công thiên nhận danh sư cũng đã rất đáng sợ, khiến cho vô số người tha thiết ước mơ. Hiện tại bức tượng khổng sư tự nhiên cũng run dập theo y. Điều này càng khiến cho người ta điên cuồng. Sách ghi chép, khổng sư lưu lại một tia ý niệm ở trên bức tượng lên. Chỉ cần gặp phải tồn tại hắn nguyện ý thu làm đồ đệ, sẽ run dày. Tất cả danh sư đường đều xem những lời này là huấn đạo, nghiêm khắc tuân thủ. Đáng tiếc, vô số năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua một lần. Nói cách khác, không ai có thể được khổng sư tán thành, cũng không ai có thể trở thành môn sinh của hắn. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lại ở trong nháy mắt, danh sư được trời công nhận, bức tượng lắc lư. Nói cách khác, khổng sư tán thưởng vị này, muốn thu làm môn sinh. Khổng sư thu đồ đệ, đó chính là học sinh của thánh nhân. Thiên nhân khổng sư, cả đời thu đồ đệ vô số, được gọi là hơn ba ngàn. Chỉ có điều những người này, dựa theo thời gian trôi qua, từ lâu đã qua đời. Cho dù danh sư cửu tinh lợi hại nhất, chỉ sợ cũng là hậu nhân trong hậu nhân, vãn bối trong vãn bối. Trở thành môn sinh của thánh nhân, chỉ bằng vào địa vị, cho dù là danh sư cửu tinh, cũng phải tôn trọng gọi một tiếng tiền bối, lão tổ tông. Nghiệp đoàn của bọn họ tự nhiên xuất hiện một nhân vật siêu cường như vậy. Một khi tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ làm cho toàn thế giới thoáng cái trở nên điên cuồng. Rốt cuộc là ai? Mạc Hoàng Nhất, Trương Huyền, hay các vị ở đây. Phong sư điện của nghiệp đoàn chỉ biểu hiện tin tức, cũng không thể xác nhận được cụ thể là ai. Bởi vậy, mọi người cho dù chấn động kinh ngạc, cũng không có cách nào biết được, rốt cuộc là ai may mắn như vậy, tự nhiên nhận được khổng sư yêu ái. Chỉ có điều, thánh nhân thu đồ đệ, nổi danh khắp thiên hạ, sợ rằng chuyện này không che giấu được. Khương đường chủ thì thào tự nói. Cho dù không biết là ai, nhưng tin tức khẳng định cũng rất khó che giấu. Thánh nhân thu đồ đệ, vừa mới bắt đầu sẽ khiến cho nghiệp đoàn chấn động. Một khi xác nhận xuống, lập tức lại thông truyền tới thiên hạ. Danh sư trong tất cả vương quốc, tất cả nghiệp đoàn, đều sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ xuất hiện cục diện vạn nước triều bái, 10 vạn tông tới chúc mừng. Nếu thật sự phát sinh, cho dù người kia muốn giấu giếm, cũng giấu không được. Đúng vậy, nghiệp đoàn chúng ta chắc hẳn sẽ danh chấn thiên hạ. Thật lợi hại, khổng sư biến mất nhiều năm như vậy, lại muốn thu đồ đệ sao? Rất nhiều danh sư không nhịn được, hai mắt tỏa ra ánh sáng, hưng phấn khó có thể kìm chế được. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, bức tượng khổng sư trước mắt đột nhiên dừng lắc lư lại, chấn động mạnh một cái. Răng rác, một tiếng động vang lên, từ trong đó tách ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại ngẩn người mắt của khương đường chủ còn thoáng cái trận tròn đây là khổng sư muốn thu đồ đệ bị từ chối tất cả lặng ngắt như tờ mỗi một người đều có biểu tình giống như gặp quỷ lão sư có thể lựa chọn học sinh học sinh tất nhiên cũng có thể lựa chọn lão sư cho dù khổng sư là lão sư của thiên hạ là thiên nhân tuyển chọn học sinh cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không nếu không muốn cũng không thể cưỡng ép bức tượng run rẩy nói rõ đồng ý thu đối phương làm học sinh. Kết quả, ngay sau đó vỡ ra, nói rõ ý niệm thu đồ đệ, bị đối phương từ chối. Từ chối làm học sinh của khổng sư. Trời à, người châu bò này rốt cuộc là ai? Ngay cả học sinh của hắn cũng không làm, ngươi còn có thể lại lợi hại hơn một chút nữa không? Bên trong phòng học nhỏ, Trương Huyền tập trung tinh thần cao độ, liều mạng hấp thu lực lượng đặc biệt từ trên trời rơi xuống những lực lượng này tiến vào thân thể lại cùng linh hồn dung hợp hoàn mỹ với nhau, khiến cho khả năng quan sát nhìn nhận sự việc của hắn cũng càng thêm thấu triệt. Đây là phần thưởng của Minh Lý. Thông qua đọc sách danh sư đường, Trương Huyền hiểu được. Không phải là linh khí, không là chân khí, mà là lực lượng Minh Lý. Muốn trở thành danh sư, phải có tâm cảnh Minh Lý cảnh. Mà muốn cho mức độ tâm cảnh nâng cao, cần phải hấp thu loại lực lượng Minh Lý đặc biệt này. Trước đây, Triệu phong phụ thân của triệu nhã đưa cho hắn một viên ngọc tinh minh lý, trong đó lại ẩn chứa loại năng lượng này. Hắn cũng bởi vì hấp thu, khiến cho tiêu hao hết mức độ tâm cảnh, một lần nữa trở lại 0.1. Hấp thu, trong lòng hắn hấn động kinh ngạc, lại hoàn toàn không có chút dừng lại nào. Sử dụng trang sách màu vàng nâng cao mức độ tâm cảnh, hắn vẫn chưa tu luyện qua bí tịch, công pháp, cũng không thế nào hấp thu qua thứ này. Nhưng hắn cũng biết thứ này chân quý đối với danh sư mà nói, đây tuyệt đối thuộc về vật báu vô giá. chương 598, không muốn làm học sinh của người, hai. Tăng 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 tăng, lực lượng minh lý truyền thụ xuống, không ngừng bị hấp thu tiến vào trong cơ thể. Mức độ tâm cảnh chậm rãi tăng lên, không biết qua bao lâu. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, ngừng lại. Không còn, nhìn xung quanh một chút. Biết lực lượng vừa chen chúc tới bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, Lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, cổ tay lật một cái. Một miếng văn lý thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tinh thần hắn thoáng động. Phía trên hiện lên một hàng chữ: 11.1. Hấp thu lâu như vậy mới tăng thêm 1.0 vạch. Hắn bĩu môi. Vốn tưởng rằng hấp thu nhiều năng lượng hợp lý như vậy, có thể khiến cho tâm cảnh đột nhiên tăng mạnh, tăng 8 vạch, 10 vạch. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới mới chỉ tăng 1.0. Quá tốn nếu như để cho những người khác biết được ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ chạy tới bóp chết hắn. Người khác vì tăng không chấm một vạch, cũng tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tu luyện bao nhiêu năm. Hắn một hơi tăng lên một chấm không lại còn thấy chưa đủ. Đương nhiên, nếu như biết rằng hắn dùng trang sách màu vàng, cũng trực tiếp 5.0, thăng cấp 5.0, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lắc đầu, vứt bỏ buồn bực trong lòng, Trương Huyền từ từ mở mắt, nhìn về phía trước. Từng hoa văn chảy xuôi ở trong ánh mắt, khiến cho tất cả sự vật trước mắt đều lộ ra diện mạo căn bản nhất. Một thanh trường đao trên kệ binh khí, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú, biến thành một đám sắt thép. Ngay sau đó một ảo ảnh không ngừng rèn luyện, thong thả thay đổi dáng vẻ và hình thái. Dường như nhìn một cái, là có thể biết quá trình chế luyện, cấp bậc, chỗ thiếu hụt của thanh đao này. Phía sau cái bàn cách đó không xa, là một ảo ảnh cây cối cao lớn, ngay sau đó bị chặt xuống sau đó tạo ra. Đây là một cái tên sông ra ở trong đầu, Trương Huyền trợn tròn mắt, nắm đấm siết chặt. Mắt minh lý, có người nói danh sư lợi hại, thông qua tiêu hao lực tâm cảnh, có thể nắm giữ mắt minh lý, nhìn thấu bản chất của sự vật, thậm chí yêu khuyết điểm của võ kỹ, công pháp. Thật giống như hắn dùng mặt nạ ra người, ngụy trang, liễu trình, trí tôn cũng không nhất định có thể nhìn ra. Nắm giữ mắt minh lý, lại có thể thoáng chút nhìn thấu, nhận ra diện mạo như cũ chính vì vậy danh sư cấp bậc càng cao mới càng đáng sợ cho dù chỉ thấy một mặt là có thể đơn giản nhìn vấn đề xảy ra chỗ mấu chốt tiến hành chỉ điểm chỉ là không phải nói ít nhất phải đạt được danh sư lục tinh mới có tư cách lĩnh mộ sao đây là có chuyện gì xác nhận giống với mắt minh lý được ghi chép ở trong sách đồng thời trong lòng hắn nghi ngờ dựa theo ghi chép chỉ có đạt được danh sư lục tinh mới có tư cách lĩnh ngộ loại thiên phú lợi hại này. Thế nào hắn ngay cả nhị tinh còn không được, lại nắm giữ. Âm âm, đang thấy kỳ quái, hắn thấy trước mắt chợt hoa lên, ý thức dường như bị một lực lượng minh mông kéo vào một không gian hỗn độn. Ngay sau đó một lão nhân dâu bạc trắng như tuyết đã đi tới, giọng điệu hiền hòa xuất hiện ở trong đầu. Ta muốn thu ngươi làm học sinh, ngươi có thể nguyện ý hay không? Thu ta làm học sinh. Trương Huyền sửng sốt, lập tức lắc đầu không muốn nói đùa nắm giữ thiên đạo đồ thư quán bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tới mấu chốt tìm được chỗ thiếu hụt lão sư ở trong mắt người khác hắn thấy căn bản không cần thiết cho dù danh sư tứ tinh danh sư ngô tinh ở trên phương diện chỉ điểm có thể so sánh được với thiên đạo đồ thư quán sao trên tu luyện có thể so sánh được với công pháp thiên đạo sao lại nói đối phương lặng lẽ không một tiếng động lại xâm nhập trong đầu của hắn ai biết tốt hay xấu. Tất cả cẩn thận vẫn thỏa đáng hơn. Dù sao, mới có người hạ độc trong nước trà của hắn, muốn gây bất lợi cho hắn. Vù, ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân thể lại thoáng lắc một cái. Lúc này hắn mới phát hiện, mình vẫn ở trong phòng học nhỏ, chưa từng đi ra. Cảnh tượng vừa rồi, giống như là giấc mộng. Huyến trận, không đúng, ở đây không có trận pháp. Bằng không, đồ thư quán khẳng định sớm đã phát hiện chẳng lẽ là thứ giống như đá tiến nhiệm. Phục hồi lại tinh thần, Trương Huyền nghi ngờ. Thời điểm đám người triệu nhã kiểm tra tiến nhiệm, sẽ giống như vừa rồi, tinh thần tiến vào trong ảo tưởng, trải qua các loại sự tình, kiểm tra phối hợp cùng lão sư. Lẽ nào vừa rồi hắn cũng gặp phải loại chuyện như vậy? Nếu không làm sao có thể có một kẻ ngu ngốc không biết từ nơi nào xuất hiện, muốn thu mình làm học sinh? Cái gì chứ, muốn nhận ta làm đồ đệ, người cũng phải nói một chút xem mình là ai lại lặng lẽ không một tiếng động như vậy khiến cho hắn rơi vào huyễn cảnh khó tránh khỏi quá thất đức hừ lạnh một tiếng hắn lại nhét vị lão nhân kia vào phạm trù vô sỉ đương nhiên nếu như để cho hắn biết lão già này chính là thiên nhân khổng sư dự định thu hắn làm học sinh chỉ cần vừa đáp ứng bất kể thân phận hay là địa vị đều sẽ có biến hóa về chất không biết hắn có thể buồn bực trực tiếp nôn ra máu bỏ mình hay không hiện tại cho dù không cần sát hạch Ta cũng là danh sư chân chính, không ai có thể phản bác. Không muốn nghĩ lão đầu thiếu đạo đức kia nữa, che giấu đi mắt minh lý, Trương Huyền hưng phấn siết chặt nắm đấm. Thông qua xem sách, hắn biết, trong lúc vô ý lĩnh ngộ ý nghĩa chân chính của sư sinh, do đó nhận được thiên địa tán thành, thành danh sư được trời công nhận. Nói cách khác, cho dù không cần thông qua kiểm tra phía sau, hắn cũng là danh sư chân chính, không cần lại ngụy trang. Chỉ có điều danh sư được trời công nhận quá mức gây chú ý, ta vẫn làm từng bước sát hạch đi, dù sao còn thiếu một bước cuối cùng. Hưng phấn trong lòng, nhưng hắn cũng biết, tốt nhất đừng để cho những người khác biết được. Danh sư trời nhận, quá mức kinh thế hãi tục, một khi tin tức truyền ra, phiền phức không ít. Giấu mình mới là vương đạo. Bất kể nói thế nào, trương huyền ta, luôn luôn hết sức giấu mình. Trường 599, nói năng thận trọng một Yên tĩnh, Khổng Sư thu đồ đệ, xem như là chuyện lớn khiến đại lục chấn động kinh ngạc. Không quan tâm là danh sư hay cái gì, chỉ cần là người tu luyện, lấy được quang vinh đặc biệt này, tất nhiên sẽ hưng phấn phương hướng cũng tìm không ra. Người này tự nhiên trực tiếp từ chối, quyết đoán, kiên quyết như vậy. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Trời nhận danh sư, khiến người ta chấn động kinh ngạc. Nhưng, từ chối thỉnh cầu Khổng Sư thu đồ đệ, chính là khiến người ta nổi điên. Tất cả danh sư phong sư điện giống như là bị người dán chặt miệng, mỗi một người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phát điên. Vị đại năng này, người không muốn trở thành học sinh của khổng sư, ta muốn à. Lưu lại vị trí này cho ta cũng được, làm gì phải từ chối. Khương đường chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Qua cả buổi, một vị danh sư không nhịn được nhìn về phía khương đường chủ cách đó không xa. Những người khác cũng đưa mắt tập trung qua ta ta cũng không biết lúc này trong lòng khương đường chủ đang tan vỡ hắn cũng cảm nhận được phong sư điện có khác thường mới xông tới ai có thể ngờ tới nhìn thấy được cảnh tượng như vậy từ chối khổng sư đừng nói thiên vũ vương quốc cho dù đặt ở liên minh vạn quốc khẳng định cũng sẽ hù chết một đám lớn loại chuyện như vậy danh sư cửu tinh cũng làm không được không biết sao vị danh sư này có chút do dự có thể trở thành danh sư được trời thừa nhận, nói rõ hắn còn không có thu được nghiệp đoàn tán thành. Nói cách khác, không phải là danh sư chính thức, hoặc đang sát hạch cấp bậc cao hơn, mà mấy ngày qua, đang tham gia sát hạch, chỉ có hai người. Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất, ngài lại nói cho chúng ta biết, hai người này đi nơi nào là tốt rồi. Còn ở đó Vương Thành hay không? Danh sư trời thừa nhận, chỉ kinh động ở danh sư đường gần đây, sẽ không mở rộng phạm vi lớn hơn nếu ở phong sư điện này xuất hiện biến cố đã nói rõ nhất định là danh sư đột phá ở thiên vũ vương thành suy nghĩ một chút lại biết chắc là một trong hai người không thể nghi ngờ bọn họ khương đường chủ do dự nói đi hắn đã trở thành danh sư được trời thừa nhận chẳng khác nào thông qua sát hạch mặc dù tiết lộ thân phận cũng không tính là vi phạm quy định trúc trưởng lão nói ừ khương đường chủ gật đầu bọn họ còn đang ở vương thành chỉ có điều vì tiến hành sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh dùng thân phận ngụy trang ngụy trang những người khác sửng sốt sát hạch danh sư nhị tinh chuyện ngụy trang thân phận thu học sinh đặc biệt bí ẩn rất nhiều danh sư ở đây tất cả đều không biết được rõ ràng thậm chí khương thần cũng lần đầu tiên nghe nói tới là như vậy khương đường chủ nói ra sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh ngài là nói Liễu Trình hội trưởng danh Trấn Vương Thành, và Trương Sư là một người. Nghe xong giải thích, tất cả mọi người lại chấn động, mỗi một đều hôn mê. Hai ngày nay, danh tiếng lớn nhất không ngoài danh Sư Đường Trương Huyền và hội trưởng của nghiệp đoàn Y Sư Liễu Trình. Tất cả mọi người biết hai người này là thiên tài siêu cấp, khiến người ta hâm mộ. Nhưng dù có thể nằm mộng bọn họ cũng không nghĩ tới. Con mẹ nói, cuối cùng lại là cùng một người. Thảo nào! Khương thần cũng cứng nở người tại chỗ. Trước đó hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ là không thể tin được. Nghe được phụ thân xác nhận, hắn mới hiểu được. Thảo nào có thể có thuật luyện đan cao minh như thế, có thể khiến cho luyện đan sư nhị tinh, chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Trương huyền sát hạch, tuy rằng hắn biết rõ không địch lại, trong lòng vẫn có tâm tư so sánh, cảm thấy chỉ cần sau này làm từng bước, không ngừng cố gắng, sớm hay muộn mình có một ngày đuổi kịp đối phương. Bây giờ mới biết, con mẹ nó tranh lệch thật sự quá lớn, không thể so sánh nổi. Đừng nói đuổi kịp, không nhận ra không được. Người ta không chỉ luyện đan lợi hại, y thuật, thi họa, thuần thú. Rất nhiều chức nghiệp đều khiến cho người ta theo không kịp, so sánh thế nào. Nếu hai người bọn họ đều đang ở Vương Thành, bảo ngày mai nhận thức danh sư, nhất định là một người trong đó, chỉ cần tìm được xác nhận, liền biết là người nào. Cô nén chấn động kinh ngạc, một danh sư nói không sai bất kể nói thế nào nghiệp đoàn chúng ta xuất hiện một danh sư được trời nhận thức thậm chí thiếu chút nữa trở thành môn sinh của thánh nhân phải biết là ai lại có một danh sư nói phạm vi xác nhận chỉ có hai người còn lại sẽ đơn giản cũng không thể để nghiệp đoàn xuất hiện nhân vật châu bò như vậy nhưng ngay cả là ai cũng không biết được rõ ràng mọi người đừng có gấp hiện tại ta lại phái một học đồ tới sme khương đường chủ xoay người đi ra ngoài Thời gian không lâu lại đi tới. Liễu Trình, Tôn Thừa hiện tại đều là danh sư nổi danh của Thiên Vũ học viện. Hỏi thăm tin tức rất đơn giản. Như thế nào? Trúc trưởng lão không nhịn được nhìn qua. Mạc Hoàng Nhất hình như bị bệnh, hiện tại đang hôn mê. Trương Sư, có người nói đang bế quan, ai cũng không gặp. Khương Đường chủ nói. Vậy cũng không cần suy nghĩ, nhất định là Trương Sư. Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu hôn mê khẳng định không phải là danh sư được trời công nhận, cũng không có khả năng từ chối khổng sư. Vậy lại chỉ có một khả năng, gây ra động tính lớn như vậy, không phải là ai khác, chính là Trương Huyền vừa đến lại sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nếu biết là Trương Sư, có cần báo tin tức này lên tới Tổng hội hay không? Trương 600, nói năng thận trọng 2. Trong đám người, một vị danh sư nói. Không được. Khương đường chủ lắc đầu, nếu như chỉ là danh sư được trời công nhận báo lên tổng hội không có bất cứ vấn đề gì nhưng vị trương sư này vừa từ chối khổng sư chuyện này một khi truyền ra sợ rằng toàn bộ tổng hội cũng sẽ nổ tung mọi người sửng sốt quả thật vậy khổng sư là ai người đứng đầu vạn cổ lão sư chung của thiên địa người như vậy muốn thù đồ đệ tự nhiên bị cự tuyệt khẳng định hội chắc chắn sẽ bị khủng hoảng cực lớn hơn nữa khổng sư thu đồ đệ lại bị từ chối không tính là hào quang nếu như bị tuyên dương ra chọc cho khổng sư tức giận cho dù chết muôn lần cũng khó hết được tội chuyện này đã vượt quá ta phạm vi chúng ta có thể khống chế tốt nhất nói năng thận trọng một lát sau khương đường chủ căn dặn vâng mọi người cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này không dám nói thừa đồng thời gật đầu đáp ứng bất kể là danh sư được trời công nhận hay khổng sư thu đồ đệ bị cự tuyệt đều đã vượt quá phạm vi bọn họ có thể lý giải đối mặt loại chuyện như vậy tốt nhất im lặng không nói không biết không nghe thấy bằng không làm không tốt chết cũng không biết chết như thế nào đã như vậy các vị lại ở trong này quay về phía bức tượng của khổng sư thể đi khương đường chủ lại một lần nữa mở miệng vâng rất nhanh lời thề được hoàn thành mọi người nhất thời cảm thấy một lực lượng đặc biệt xâm nhập trong đầu trói buộc chuyện vừa rồi ở một chỗ một khi nói ra, lại sẽ gặp phải trừng phạt. Trương Huyền muốn giấu mình, lại không biết chuyện của hắn từ lâu đã huyên náo tới mức toàn bộ danh sư đường đều đã biết được. Lúc này hắn đẩy cửa phòng học nhỏ đi ra ngoài. Danh sư được trời công nhận, tuy rằng khiến cho mức độ tâm cảnh của hắn tăng tròn 1.0, ngưng tụ ra mắt minh lý. Nhưng đối với tu vi mà nói, lại hoàn toàn không có chút tăng nào. Vẫn là tông sư đỉnh phong, lực lượng ở khoảng 5.000. Lão sư, hắn mới vừa đi ra, đã thấy một nữ hài quỳ xuống mặt đất, nhìn lão sư trước mắt, vui lòng phục tùng. Đó chính là một tuyết tình. Lúc này, khí tức toàn thân nàng như rồng, toàn thân giống như là thay ra đổi thịt. Sau khi kích phát tất cả dược lực tích tụ ở trong cơ thể, khiến cho nàng trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích ích huyệt cảnh, đạt tới thông huyền cảnh sơ kỳ. Thậm chí khí tức mơ hồ, còn có thể đột phá đến trung kỳ bất cứ lúc nào. Trong một đêm, thay ra đổi thịt, Nắm giữ tiến bộ lớn như vậy, cho dù là nàng cũng không thể tin được. Không tệ, thấy nàng tiến bước, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Từ nhỏ lại dùng đan dược, số lượng dược lực tích lũy đã đạt đến mức độ kinh người. Có thể thoáng một chút đột phá nhiều như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Tu vi vừa thăng cấp, cố gắng củng cố một chút. Ngày mai ta dẫn nàng đi tới một chỗ. Biết độ tín nhiệm của đối phương đối với mình khẳng định vượt qua 40, có thể đi kết thúc danh sư sát hạch. Trương Huyền căn dặn một tiếng. Vâng, Mộc Tuyết Tình gật đầu, lùi sang một bên. Phỉ Thúy Các là khu vực tiêu tiền nổi danh nhất trong Thiên Vũ Vương Thành. Tiêu xài một ngày ở đây, sợ rằng có thể khiến cho một gia tộc nhỏ trong Vương Quốc Nhị Đẳng phá sản. Dù vậy, người tới đây vẫn đông như chảy hội, xe ngựa không dứt. Vô số người đều tha thiết ước mơ, có thể ở chỗ này tiêu phí, trở thành một thành viên thường xuyên đi lại. Bởi vì, xung quanh nơi này có 13 nước rượu ngon mạnh nhất cô nương xinh đẹp nhất phục vụ tốt nhất hoàn cảnh hưởng thụ nhất bất kỳ một người tu luyện nào bất kể nam nữ chỉ cần đã tới một lần sẽ muốn tới lần thứ hai đắm chìm ở bên trong đó lưu luyến quên cả đường về còn không có tiến vào trong đó một linh khí nồng hậu lại đập vào mặt so với bên ngoài phải nồng đậm hơn gấp ngoài hai lần ở trong hoàn cảnh này tu luyện tuyệt đối phải nhanh hơn so với bên ngoài không chỉ gấp đôi sáng sớm một chiếc xe ngựa dừng lại gã sai vặt điều khiển xe vội vàng dọn xong đá xuống ngựa thiếu ra đến nơi rồi ừ mành được vén lên một người thanh niên từ trong đó đi xuống người thanh niên mặc quần áo sang trọng mặt như quan ngọc trong ánh mắt chấp động thỉnh thoảng mang theo một tia vẻ lo lắng ở phần cơ thể lộ ra ngoài hình như còn có vài vết máu bầm hiện rõ trước đó không lâu mới bị thương đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn thiếu gia chúng ta thật sự phải tìm lâm lang công tử sao nhưng ta nghe nói hắn chỉ cần mở miệng liền đưa ra cái giá xa xỉ gã sai vặt do so dự liếc mắt thoáng nhìn không tìm hắn còn có thể tìm ai sắc mặt của người thanh niên xám xịt hiện tại gia tộc cũng đã vứt bỏ ta còn muốn đưa ta cho trương huyền kia dẹp yên lửa giận của hắn cũng chỉ có lâm gia mới có khả năng bảo vệ ta an toàn chỉ cần lâm lang công tử mở miệng, cho dù hắn sát hạch danh sư nhị tinh thành công thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ còn dám đắc tội nghiệp đoàn trận pháp sư, cùng hiên viên vương quốc sao? Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, đây không phải là ai khác, chính là quý mặc công tử, thì họa sư trước đây bị thuộc hạ của mình, cởi sạch treo ở trên cây. Sau khi biết người hắn đắc tội là thiên tài Trương Huyền, quý gia lại không có ai bảo vệ hắn nữa. Ngay cả cha ruột của hắn, gia chủ của quý gia cũng muốn đích thân chói hắn lại đưa qua bù tội. Hắn biết một khi mình bị đưa qua, khẳng định không ăn được trái cây ngon, lúc này mới tìm một cơ hội chạy đến, tìm kiếm người che chở. Nếu nói trong thiên vũ vương quốc ai có thể bảo vệ hắn, ngoại trừ lâm gia, ai cũng không được. Thậm chí vương thất cũng làm không được. Gia chủ lâm gia, không chỉ là hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp sư. Nữ nhi còn là thái tử phi của hiên viên vương quốc. Chỉ dựa vào loại thân phận này, Khương thư đường chủ cũng phải nể tình, càng chưa nói tới một trương huyền vừa sát hạch thành công. Về phần lâm lang trong miệng hắn, được xương đệ nhất công tử của thiên vũ vương quốc. Chính là con trai của gia chủ lâm gia, đệ đệ của thái tử phi của hiên viên vương quốc. Hắn cũng coi như là thiên tài, lại là con trai của gia chủ một trong ba gia tộc lớn tại vương thành, lúc này mới may mắn nhận thức, tiếp xúc qua vài lần. Mà phỉ thúy các này, chính là do lâm lang tự tay mở ra audio điện tử võ tấn bền hết chương 600